Trước khi bắt đầu thì tôi xin phép được nói vài câu. Kính thưa chủ tọa và kính thưa nhà văn Diêm Liên Khoa, nhân dịp nhà văn Diêm Liên Khoa sang thăm Việt Nam, sang thăm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ở Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội cũng đã tổ chức một buổi nói chuyện giao lưu với nhà văn và một số giáo sư ở Đại học Tô Châu, Bắc Kinh. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, được sự đồng ý của trường, của ban giám hiệu trường khoa văn học ngày hôm nay, xin phép được tổ chức buổi sinh hoạt khoa học, trò chuyện với nhà văn Diêm Liên Khoa về những vấn đề của văn học Trung Quốc đương đại và tác phẩm của nhà văn, với chủ đề là Trung Quốc và văn học trong một thôn trang. Chủ đề này do chính nhà văn chọn. Tham dự buổi sinh hoạt khoa học ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng là giới thiệu là có những vị khách rất là xa xôi, rất là quý đã đến chia sẻ và tham dự buổi sinh hoạt này. Xin mời giáo sư La Khắc Hòa và phu nhân là tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Vân tham dự buổi sinh hoạt khoa học ngày hôm nay. Khoa văn của chúng em xin rất là cảm ơn giáo sư ạ. Ngoài ra thì khoa văn học có sự tham gia của ban chủ nhiệm khoa, các thầy cô giáo. Ngoài ra còn có sự tham dự của phó giáo sư tiến sĩ Lê Giang là trưởng khoa Việt Nam học và cũng là nguyên trưởng khoa văn học của khoa chúng ta. Chúng tôi được sự ủng hộ và chia sẻ của rất là nhiều đồng nghiệp, các thầy cô giáo, các dịch giả, các nhà nghiên cứu, học giả và các báo đài tham dự. Và đây cũng là vinh hạnh của khoa văn học. Tôi xin được giới thiệu qua về nhà văn Diêm Liên Khoa. Nhà văn Diêm Liên Khoa hiện nay là một trong những nhà văn nổi tiếng hàng đầu của văn học Trung Quốc đương đại. 20 tác phẩm được dịch ra hơn 30 thứ tiếng, và trong đó thì có 5 tác phẩm đã được dịch ra tiếng Việt. Và xin cử tọa của chúng ta thấy trên bảng, đó là Kiên Ngạnh Như Thủy, Phong Nhã Tụng, Nàng Kim Liên ở Trấn Tây Môn, Đinh Trang Mộng và Người Tình của Phu Nhân Sư Trưởng. Ngoài ra thì Tứ Thư hiện nay cũng đang được Tao Đàn xuất bản, và ngày 15 tháng 4 này là sẽ ra mắt. Như vậy là có tất cả là 6 tác phẩm của nhà văn đã được dịch ra tiếng Việt. Điều đó cho thấy vị trí và vai trò của nhà văn Diêm Liên Khoa đối với độc giả Việt Nam. Trên thế giới, nhà văn Diêm Liên Khoa cũng đã đạt được rất là nhiều giải thưởng. Ví dụ như là giải Kafka năm 2014. Giải thưởng này là một giải thưởng rất là vinh dự mà ở châu Á chỉ có 2 nhà văn được thôi. Đó là Murakami và nhà văn Diêm Liên Khoa. Ngoài ra thì nhà văn còn được rất là nhiều giải thưởng trong nước. Ví dụ như là giải 2 lần đạt giải thưởng Lỗ Tấn, giải Hồng Lâu Mộng, giải Văn học Toàn cầu Hoa Tung, giải Lão Xá, vân vân. Điều đó cho thấy rằng là những cái đánh giá về tác phẩm của nhà văn đã được thế giới và Trung Quốc công nhận. Vì vậy mà ngày hôm nay khoa văn học của chúng tôi xin rất hân hoan, hân hạnh chào đón cuộc viếng thăm của nhà văn Diêm Liên Khoa, và rất là hy vọng chúng ta sẽ có một buổi chia sẻ về học thuật, về tình hình của văn học Trung Quốc đương đại, về những tác phẩm của nhà văn tại Trung Quốc và tại Việt Nam. Buổi trò chuyện của chúng ta sẽ diễn ra trong vòng 2 tiếng, và xin phép là khoảng gần 1 tiếng đầu tiên thì sẽ là nhà văn sẽ trình bày những nghiên cứu cũng như là những hiểu biết, những chiêm nghiệm của mình về văn học Trung Quốc đương đại. Sau đó chúng ta sẽ có phần hỏi đáp với nhà văn, và khoảng 15 phút cuối thì xin phép là đó là phần nhà văn sẽ ký tặng sách và sẽ chụp hình với lại là cử tọa. Và khoảng 10 giờ 30 thì chúng ta sẽ kết thúc buổi trò chuyện. Xin chân thành cảm ơn sự tham dự của quý vị. Để cho buổi trò chuyện của chúng ta được diễn ra một cách thật là suôn sẻ, thì chúng tôi có mời tiến sĩ Phan Thu Vân là trưởng bộ môn văn học nước ngoài của khoa ngữ văn Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Phan Thu Vân sẽ là người phiên dịch cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Bây giờ xin mời nhà văn Diêm Liên Khoa và tiến sĩ Phan Thu Vân chúng ta lên trên này để chúng ta bắt đầu buổi trò chuyện. Xin gửi lời chào đến quý thầy cô và các bạn sinh viên. Tôi muốn nói trước hết là muốn nói lời xin lỗi về hôm qua trên chuyến bay thì tôi đã bị cảm. Nhưng mà xin mọi người yên tâm là cái bệnh cảm mà tôi không có bị lây truyền, lây nhiễm đâu ạ. 因为胡志明市是我非常向往的地方，这里充满着我对越南的想象。 Bởi vì tôi vẫn luôn muốn đến thành phố Hồ Chí Minh, tôi vẫn luôn tưởng tượng rất là nhiều điều về Việt Nam, về thành phố Hồ Chí Minh. 所以我想我今天到胡志明市到国家大学来, 不光是满足我的想象，就能治好我的感冒。 Cho nên là ngày hôm nay tôi đến đây viếng thăm Đại học Quốc gia thì tôi nghĩ là cái cuộc viếng thăm này có thể giúp cho cái bệnh cảm của tôi khỏi một cách nhanh chóng. Cho nên hôm nay có thể tôi có những cái động tác không được lịch sự lắm thì xin mọi người hãy thông cảm. 我想讲一下，因为我想选择一个大家比较更容易能够理解的话题或者课题和大家交流。 Tôi hôm nay muốn chọn một cái đề tài mà có thể dễ dàng mà giao tiếp và để cho chúng ta có một cái mối quan tâm chung ở đây. 我想今天的题目就是一个人的一个村庄的中国语文学。 Cho nên cái vấn đề mà tôi chọn ngày hôm nay như ở trên bảng chính là Trung Quốc và văn học trong một thôn trang. 我想 在坐这里的时候，除了感谢同学和老师们，也要感谢我身边这么好的翻译。 Cho nên là ngày hôm nay tôi rất là cảm ơn quý thầy cô và các bạn sinh viên đã đến đây. Tôi cũng xin cảm ơn phiên dịch. 每一次离开中文要去演讲的时候，我想对我最大的幸运就是遇到最好的翻译家。今天就是这个情况。 Cho nên là mỗi khi mà tôi không được giao lưu trực tiếp bằng cái tiếng mẹ đẻ của tôi thì rất là may mắn là tôi sẽ có một phiên dịch và ngày hôm nay thì tôi rất là cảm ơn các bạn đã phiên dịch. 他不光长得美丽，他的声音也非常的好，他的翻译让我也感觉到非常非常的流利。 Vâng và tôi cũng cảm ơn là phiên dịch của tôi có thể dịch một cách lưu loát những gì mà tôi nói. 我想进入我们的正题。 我要讲的第一个问题就是一个村庄的地理位置，一个村庄的地理。 Vấn đề đầu tiên mà tôi muốn nói đó chính là địa lý của thôn trang. 比起我们在座的，我是世界上最幸运的人。 Trước hết thì tôi cảm thấy tôi là cái người may mắn nhất trên thế giới này. 因为我出生在世界上最特殊的一个村庄。 Bởi vì tôi đã sinh ra ở một cái thôn trang đặc biệt nhất trên thế giới. 我想在座的好朋友，大家都一定知道，我们中国为什么叫中国。 Tôi nghĩ là những người ở đây, các bạn đều biết là Trung Quốc tại sao lại gọi là Trung Quốc. 就是在古时候，中国人认为中国是世界的中心，所以它才叫做中国。 Tại vì thời cổ thì người Trung Quốc cho rằng, tưởng rằng họ là trung tâm của thế giới, cho nên mới gọi mình là Trung Quốc. 当然，这种认识有点盲目自大，但也非常有趣。 Tất nhiên là cái điều tưởng lầm này nó hơi mang cái tính tự đại nhưng mà dù sao cũng rất là thú vị. 我出生在中国的河南，河南省就是中国的中部。 Tôi sinh ra ở Hà Nam, Hà Nam là nằm ở giữa Trung Quốc. 在古时候，河南并不叫河南，它叫中原。中原的意思就是中国的中心的意思。 Thời cổ thì Hà Nam không gọi là Hà Nam mà gọi là Trung Nguyên và Trung Nguyên có nghĩa là trung tâm của Trung Quốc.
中国就是世界的中心，而我家的中原河南就是中国的中心的时候，我非常的兴奋。Cho nên hồi nhỏ khi mà tôi biết là Trung Quốc là trung tâm của thế giới và Hà Nam chính là trung tâm của Trung Quốc thì tôi vô cùng là vui và vô cùng mừng rỡ. 我想那个时候我找到了我们河南的地图，那我想当河南的中心在哪里？我在这张地图上发现，原来我家的嵩县就是河南的中心。Cho nên là khi mà tôi tìm một cái bản đồ để tôi xem cái vị trí của Hà Nam thì tôi phát hiện ra cái huyện của tôi là huyện Tung thì nằm ở ngay giữa Hà Nam. 我进一步的发现，我家的那个村庄就是嵩县的中心。Rồi tôi tiếp tục phát hiện ra là hóa ra nhà tôi lại ở trung tâm của huyện Tung. 那这个时候我会少年时期非常有趣也非常神奇的在想，原来世界是一个圆的，那么世界的中心那个圆点又在什么位置呢？ Vậy thì tôi rất là hưng phấn phát hiện ra hóa ra thế giới này hình tròn, cho nên là cái điểm trung tâm nhất của hình tròn đó chính là ở cái vị trí đó. 那时候我就在我家的村庄走啊走啊走，就发现我的家，我家的门口就是我村庄的那个中心。Và khi đó thì tôi đi lẫn qua đi lại ở cái khu vực nhà tôi và tôi nghĩ là cái cửa nhà tôi chính là trung tâm của thôn chúng tôi. 这个时候你就忽然意识到，哦，原来我家的门口那一棵树，那一块石头，它就是世界中心那个坐标那个原点。Vậy thì cái cây ở trước nhà tôi, cái hòn đá ở trước nhà tôi thì nó chính là cái điểm trung tâm của thế giới. 这是一个巨大的秘密，我无法告诉任何人。Đây là một cái điều bí mật vô cùng lớn lao mà tôi không dám nói cho bất kỳ ai biết cả. 当然他们也不会相信我家那个院落那个房子就是世界的中心。Tất nhiên là họ cũng sẽ không bao giờ tin là nhà tôi là trung tâm của thế giới. 这让我非常恐惧也非常焦虑，当然也非常的幸运。Điều này khiến cho tôi rất là hoảng sợ, rất là chăn trở, nhưng mà đồng thời cũng rất là hưng phấn.我想恐惧和焦虑是你发现你的家就是世界中心的时候，上天一定会赋予你重大事情让你去做。Tôi rất là lo sợ và chăn trở là bởi vì tôi nghĩ là khi mà Thượng Đế đã cho chúng ta ở một cái trung tâm của thế giới thì tất nhiên là sẽ bắt chúng ta gánh vác những cái điều rất là lớn lao. 那我就在想，那上天让我做什么事情，我能做好吗？我能承担起这个责任吗？Vậy tôi không biết là Thượng Đế muốn tôi làm điều gì và không biết là tôi có thể gánh vác được cái điều đó hay không. 但是另外一方面你也会觉得，既然我是世界的中心，那我一定要好好的做些某件事情，做很伟大的事情来。Nhưng mà dù sao thì tôi cũng đã ở trung tâm rồi, cho nên tôi nhất định là sẽ phải làm được cái điều gì đó vĩ đại. 当我15岁、16岁、17岁开始写作的时候，我在想，难道我是世界的中心，上帝、上天就是让我来写作的吗？ Vậy thì hồi mà tôi 15, 16, 17 tuổi khi tôi bắt đầu viết văn thì tôi không ngừng nghĩ là phải chăng cái điều mà Thượng Đế muốn tôi làm là viết văn. 所以我想我是非常的幼稚，当然也非常的幸运。Tất nhiên là tôi hơi ấu trĩ nhưng mà đồng thời thì tôi cũng rất là cảm thấy mình rất là may mắn. 所以我一直把写作当成我一生最重要的事情。Tôi từ đó đã cảm thấy là việc viết văn là cái điều quan trọng nhất trong đời tôi. 因为我出生在世界的中心。Bởi vì tôi sinh ra ở trung tâm của thế giới. 我也特别相信，既然这个村庄、这个家庭就是世界的中心，也许我只要把这个家庭、这个村庄写好了，我就写好了整个的世界。Nếu như mà tôi biết được về cái thôn trang của chúng tôi, biết về cái nơi tôi sống thì có lẽ là tôi có thể biết được về thế giới.那由此我就去想，那么这个村庄有什么值得写，我要写什么呢？ Tôi bắt đầu suy nghĩ là không biết cái thôn này có gì đáng viết mà tôi có thể viết cái gì. 这是我用几十年时间去探讨的一个问题。Điều này tôi đã phải nghiên cứu suốt cả mấy mươi năm nay. 当然我们都会讲到文学小说是从世俗中来要到灵魂中去的一个事业。Vậy thì tiểu thuyết đó làcái điều mà chúng ta khơi gợi cái thứ sâu sắc nhất ở trong tâm hồn của chúng ta. 那我就去想，那么这个村庄的世俗生活又是什么样呢？Vậy thì tôi bắt đầu phải tìm kiếm những cái điều xung quanh thôn trang và những cái điều mà trong cái cuộc sống thế tục hàng ngày của chúng tôi. 那么这就是我们要讲的第二个问题，这个村庄的世俗生活。Vậy cho nên là tôi muốn nói đến cái điều thứ hai, đó chính là cái cuộc sống hàng ngày của cái thôn trang này.
我想这个村庄的世俗生活和我们越南的每一个村庄的世俗生活一定都是相似的。Tôi nghĩ là cuộc sống ở thôn trang chúng tôi cũng giống như cuộc sống ở bất kỳ thôn trang nào ở tại Việt Nam các bạn. 但它也有一定的不同。Nhưng mà nó nhất định cũng sẽ có điều khác. 这个相似之处和不同之处应该我要应该去找到的。Vậy thì cái điều khác đó tôi nhất định phải tìm thấy. 我想先说它相似之处吧。Trước hết là tôi muốn nói đến điểm tương đồng. 那就是说我那个村庄的人的世俗生活，他们的善良，他们的美好，他们的爱。应该和我们越南的每一个人每一个村庄都是一样的。Vậy thì sự lương thiện của họ, sự chất phác của họ, tình yêu thương của họ thì có lẽ là giống với bất kỳ nơi nào trên thế giới. 我想让我印象深刻的是在我的少年时期。Điều làm tôi ấn tượng nhất là cái thời niên thiếu của tôi. 那个时候是中国的文化大革命的时期。Thời bây giờ nó chính là cái thời điểm của cách mạng văn hóa. 我想大家都会能够体会到文化大革命对我来说就是两个记忆，一个是饥饿，另外一个是革命。Vậy thì chắc mọi người cũng đều tưởng tượng được là sự tác động của cách mạng đại văn hóa, cách mạng văn hóa đối với tôi như thế nào. 但因为饥饿，在我的印象中，少年时期有经常多的逃荒要饭的乞丐到我的村庄走来走去。Có hai điều mà cách mạng văn hóa đem tới. Thứ nhất đó là cái sự đói khát và thứ hai là cách mạng. Vậy nên hồi đó khi mà đói thì tôi hay đi lòng vòng khắp trong thôn. 但是那个村庄的人非常的美好，非常的善良，他们宁可饿着肚子，也一定会给每一个逃荒要饭的人一口饭吃。Người trong thôn rất là lương thiện, cho dù họ đói chăng nữa, họ vẫn sẽ dành ra một phần thức ăn để mà cho những cái người đi lang thang xin ăn. 我想最重要的让我不能忘记的一件事情是我少年时期这个村庄来了一个聋哑人，一个女性，长得非常漂亮的女性，但她不能讲话，是一个哑巴。Cái ấn tượng sâu sắc nhất của tôi là cái hồi đó thì trong có một người phụ nữ bị câm và bị điếc. Mặc dù cô ấy rất là đẹp nhưng mà dù sao thì cô ấy cũng là một người tàn tật và cô ấy vì nạn đói cho nên là đến xin ăn ở thôn chúng tôi.也很有一点点的智障。Đồng thời cô ấy cũng có một chút xíu thiểu năng trí tuệ. 他到这个村庄之后，当然是逃荒要饭吃饭。最重要，他在这个村庄住下来了。Cô ấy đến xin ăn, sau đó thì cô ấy cũng tìm một chỗ để ở lại trong thôn. 我不知道越南有没有那样一个例子，但是在河南，在中国的河南，每一个村庄都有大麦、小麦的麦场，那有房子。Tôi không biết là ở Việt Nam có cái tình cảnh giống chúng tôi không, nhưng mà ở chỗ chúng tôi thì ở những cái ruộng lúa mạch thì có những nơi có thể ở được. 他就住在那个大麦场的房子里边. Vậy cô ấy tìm được một cái chỗ ở cái đồng lúa đó. 每到吃饭的时候，他都一个家庭一个家庭去要饭，我们都会给他留着饭给他吃。Mỗi bữa cô ấy đều đi các nhà để xin ăn và mọi người đều dành ra một ít thức ăn để cho cô ấy. 但在冬天到来的时候，那些农民、那个村庄的人会把自己家的被子、褥子送给他。Đến mùa đông thì người trong làng thậm chí là còn đem đồ ấm và chăn đến cho cô ấy nữa. 我想这是一件非常美好的事情。我们完全不知道发生了什么情况，后来发现她怀孕了。Nhưng mà sau đó thì chúng tôi phát hiện ra là cô ấy đã có thai. 当然那些村庄的人非常好，那些男性就举着棍子铁锹要去村庄找骂，到底谁让这个女性怀孕了？cho nên rất nhiều người trong thôn đã tức giận và cầm gậy gộc đi khắp thôn mắng xem là không biết là người vô lương tâm nào đã khiến cho cô ấy có thai. 当然我们找不到是谁让这个女性怀孕。Nhưng mà chúng tôi không thể tìm thấy được ai đã làm cho cô ấy có thai. 但是随着她一天一天的临产要生孩子的时候。Nhưng mà cứ mỗi ngày bụng cô ấy to lên và cô ấy chuẩn bị phải sinh em bé. 每个家庭都把很好的馒头米面粉米大米送到她那里去。Thì mỗi nhà đều đem màn thầu lương thực gạo đến để cho cô ấy. 她要生孩子的时候还去帮她找一个接生婆。Rồi còn tìm người đỡ đẻ cho cô ấy. 当然，她在这里非常顺利地生下来一个小姑娘。Và cô ấy đã sinh ra một bé gái ở thôn chúng tôi. 我想这小姑娘她在这里一下把她养到将近两岁。Cô ấy đã
nuôi con cho đến 2 tuổi. Đang 2 năm 以后, cái người残 疾 人, họ 突然 có 一天 带住 他的 姑娘 消失 掉 了. 2 năm sau thì người phụ nữ này đem theo con mình và bỏ đi mất. 那时候我们整个村庄的人都非常的遗憾，他到底去哪了？我们完全把他当成我们自己的家人在看待。Khi ấy mọi người trong thôn đều rất là buồn, không biết là cô ấy đi đâu, bởi vì mỗi người đều đã coi cô ấy là người thân trong nhà của mình. 他就这样消失了，但他永远留在了我的记忆中间。Mặc dù cô ấy đã đi mất nhưng mà cô ấy vĩnh viễn ở lại trong ký ức của tôi. 这个时候随着我的年龄增长，我才知道他是需要爱情的，他是需要男女两性生活的。Sau này tôi lớn lên thì tôi mới biết là vào lứa tuổi của cô ấy lúc đấy thì tất nhiên là cô ấy phải cần tình yêu. 我们村子的人才忽然明白，为什么不给他找一个好的丈夫，让他永远在这个村庄生活下去。Rồi chúng tôi mới hiểu ra là tại sao mình lại không tìm một người đàn ông cho cô ấy để cô ấy có thể vĩnh viễn ở lại. 我想这就是我那个村庄非常美好的记忆。Nhưng mà dù sao thì đó cũng là một cái ký ức đẹp của thôn chúng tôi. 但是随着时间的推移，那个村庄到了今天的世俗生活发生了巨大的变化。Nhưng càng về sau này thì cái cuộc sống thường ngày của thôn lại càng trở nên khác biệt. 那里的人已经不是昨天的人。Người ở đó đã không còn là những cái người của ngày hôm qua nữa rồi. 那种善良和美好和爱逐渐在消失。Sự lương thiện, sự thuần phát cũng như là tình yêu đó càng ngày càng ít đi. 人们开始充满着对金钱的向往，充满着欲望。Mọi người càng ngày càng có nhiều dục vọng hơn đối với lại tiền bạc. 我想今天的人已经完全不是昨天的人了。Tôi nghĩ là những người ngày hôm nay đã không còn là những người trong quá khứ nữa rồi. Tôi 讲一个最简单的例子。Tôi xin nói một cái ví dụ đơn giản nhất. 就是我自己家里的我的一个堂弟，我的一个弟弟。Tôi có một người em họ. 他有一次告诉我说，他非常幸运买了一个大卡车，可以做运输，可以挣钱。Một hôm cậu ấy nói với tôi là cậu ấy đã mua được một cái xe tải có thể làm vận tải để mà kiếm tiền.但是在他第一天运输的时候，他就出了交通事故。Nhưng mà trong cái ngày đầu tiên cậu ấy đi chở hàng thì đã cậu ấy đã tạo ra cái tai nạn giao thông. 出交通事故之后，当然是一个女性骑着自行车，他把这个女性给撞倒了。Cậu ấy đã đâm vào một phụ nữ đi xe đạp. 更重要的是，这个自行车的后边还有一个三岁的男孩子。Mà quan trọng hơn là đằng sau cái xe đạp thì chở một em bé ba tuổi.在这个事故的后之后，当场那个三岁的孩子就死亡了。đứa bé rơi xuống và chết tại chỗ。我的弟弟告诉我，不是说这三岁孩子死亡的那种痛惜，而是说他赔了很多的钱。Nhưng mà em họ của tôi thì lại không nói về cái nỗi đau đớn khi mà làm chết một đứa bé ba tuổi, mà lại nói về việc là cậu ấy phải bồi thường bao nhiêu tiền。他说，人家出一个交通事故只赔三千五千的人民币。Cậu ấy nói là bình thường một cái vụ tai nạn thì chỉ đền khoảng 3.000 đến 5.000 tệ thôi. 而这个家庭让他赔了3万元的人民币。Nhưng mà cái nhà này thì bắt cậu ấy đền đến 3.000 tệ. 他丝毫没有对那个生命小事感到惋惜。Cậu ấy thậm chí là không hề có một chút tiếc nuối, một chút đau lòng nào về việc một đứa trẻ bị mất đi. 而是说自己的3万元的损失让他多么的痛苦。Mà chỉ có cái việc mất đi 3.000 tệ làm cho cậu ấy đau đớn mà thôi. 当然这是我的弟弟，那我想那一个村庄其实都已经到了这个今天这个样子。Vậy đó là chuyện của em họ tôi, nhưng mà tôi nghĩ là cái người trong thôn cũng đã dần dần đều trở nên như vậy. 所以我到越南到河内到这里看到越南有非常多的绿色的树木，我非常的兴奋。Vậy cho nên là khi mà tôi đến Việt Nam, tôi thấy cái cảnh tươi đẹp, hiền hòa, rất nhiều cây xanh ở Việt Nam thì tôi cảm thấy rất là hưng phấn. 因为在我的家乡虽然是乡村，但你已经很少能看到树木了。Nhưng mà bởi vì sao lại như vậy? Bởi vì ở quê tôi, mặc dù ở nông thôn, nhưng mà người ta đã rất ít khi được thấy cây nữa rồi. 大家为了富裕，为了金钱，把所有那些树木都偷偷的伐掉卖掉了。Mọi người vì kiếm tiền mà đã đốn trộn rất là nhiều cây và dần dần cây đã không còn nữa. Tôi muốn 告诉我们一件我不应该说的事情，就是甚至
那些人偷树木的时候也会把坟地的树木偷偷的伐掉去卖掉。À, tôi muốn nói một cái điều rất là không nên nói, đó là rất nhiều người khi mà đi chặt trộm cây thì thậm chí là còn chặt tất cả những cái cây quanh mộ nữa. Ở 今天政府为了重新植树，就是整个大片的面积只剩一种树木，那就是说只用二年时间就可以长大的一种杨树。Vậy để bù đắp cho cái sự mất mát của cây cối đó thì chính phủ đã trồng một cái loại cây mới, đó là cái loại cây dương mới, và cái cây này được trồng chỉ trong 2 năm thôi, bởi vì nó là một loại cây biến đổi gen. 因为这种杨树长得非常快，只要二年时间就可以长非常的大。Cho nên là loại cây này chỉ trong 2 năm thì nó đã trở nên vô cùng cao lớn rồi. 我想这就是我家乡的变化，当然有非常多匪夷所思的事情，我想讲出来都非常的可怕。Đó là một vài cái điểm nhỏ ở thôn chúng tôi thôi, còn những điều khác thì tôi nghĩ là nói ra sẽ rất là đáng sợ. Đương nhiên, 那个地方已经非常非常的富裕，每家都住在楼房。Tất nhiên là quê tôi càng ngày càng giàu lên và mọi người đều có thể ở nhà lầu. Đương nhiên, 也非常非常的贫穷，每一个人的灵魂都是非常饥饿的。Nhưng mà đồng thời thì chúng tôi cũng rất nghèo, bởi vì chúng tôi nghèo về mặt linh hồn, mỗi người đều có một cái linh hồn đói khát. 我想，所以我经常说，那一个村庄就是整个中国的缩影。Có thể nói là thôn trang của chúng tôi chính là cái hình ảnh thu nhỏ của Trung Quốc hiện đại. 你认识到那一个村庄的变化，你就能认识到整个中国的变化。Nếu như bạn nhận ra được cái sự thay đổi của thôn trang, thì bạn sẽ nhận ra được sự thay đổi của Trung Quốc. 你认识到那个村庄发生了什么事情，你就知道这个全世界都发生了什么事情。Nếu bạn hiểu được ở thôn trang đang xảy ra việc gì thì bạn sẽ hiểu được cái việc gì đang xảy ra trên thế giới này. 那个村庄知道今天还有过春节完全吃不上饺子的穷人。Ở thôn trang chúng tôi đã không còn có những cái người就是买不起肉，吃不上饺子。Trong thôn trang chúng tôi vẫn còn những người không mua nổi thịt và không ăn nổi bánh chèo.那个村庄也有非常有钱的，有一个亿的人民币的存款的家庭。Nhưng mà đồng thời với những cái người không có thứ để ăn như vậy thì có rất nhiều phú ông có đến hàng tỷ. 那个村庄的每一件事情都是一部伟大的小说。Có lẽ là mỗi sự việc xảy ra trong thôn thì đều là một cái bộ tiểu thuyết vĩ đại. 我甚至你们不能想象，在那个村庄的周围的其他村庄，那些家庭是可以买飞机的。Có lẽ là các bạn không thể tưởng tượng nổi là trong thôn chúng tôi có nhà có thể mua được máy bay riêng. Tôi muốn nói về một cái việc rất thú vị. Tại 我那个村庄边上的一个邻村，一个非常富裕的家庭曾经买过两架飞机。Có cái nhà ở gần thôn trang của chúng tôi thì có người đã mua được đến 2 cái máy bay. 当然是那种小型的，我们叫小蜜蜂的一种飞机。Tất nhiên là cái loại máy bay nhỏ, máy bay cá nhân mà chúng tôi gọi là cái loại con ong nhỏ. Ta 希望用这个飞机放到他家庭做旅游的用，让整个乡村的人都去坐飞机，每一次收入多少钱？Họ mua máy bay về là để muốn làm du lịch, và họ cho rằng mỗi người trong thôn nếu như mà leo lên máy bay của họ để đi chơi một vòng thì sẽ phải nộp bao nhiêu tiền? Đang ta 把飞机运载到那个村庄的时候，要重新进行组装。Nhưng mà khi mà máy bay được đưa đến thôn thì phải lắp ráp lại. Đương nhiên, cái máy bay đầu tiên khi bay lên trời, cánh của nó bị gãy, nó rơi xuống đất. Và cái lần đầu tiên máy bay bay lên trời thì một cánh đã rớt xuống. Tôi nghĩ, đây là rất rất thú vị. Trong cái thôn trang như thế này, có thể nói ra rất nhiều, rất nhiều. Những cái việc thú vị như thế này ở trong thôn của chúng tôi có rất là nhiều. Vì vậy, đây là thôn trang của phong tục ngày thường.也是他的不平常。Đây chính là cái đời sống thường nhật của thôn trang chúng tôi. 当然那个村庄它是中国的一个村庄，它充满着革命。Nhưng mà đồng thời thì đây là cái thôn trang của Trung Quốc, cho nên nó cũng đầy cái tính chất cách mạng. 关于革命的事情我少讲一点点，我想大家我们和中国和越南我们同学们都会非常理解革命是怎么回事情。Có lẽ là về cách mạng thì tôi không có nói nhiều, bởi vì ở Việt Nam và Trung Quốc thì chúng ta đều hiểu rất là sâu sắc thế nào là cách mạng. Ví dụ, 那个村庄也进行民主，开始选举村长的时候。
Khi mà thôn Trang chúng tôi bắt đầu cái việc là cho tự do bầu cử trưởng thôn. Thì có hai người cùng cạnh tranh vào cái chức thôn trưởng đó, và cả hai người đều đứng ở giữa đường hứa hẹn với từng người dân một là họ có thể làm được cái gì. 其中一个候选人会每一家每一家去发钱去。 Trong đó có một người thì có đi đến từng hộ để phát tiền. 但是另外一个候选人不仅给每个家庭发钱，他还在大街上，我们那个村庄喜欢吃牛肉羊肉，他把那个村街上的牛肉羊肉的店全部承包下来，让全村的人都去吃饭。 Còn người thứ hai thì không chỉ là phát tiền mà thậm chí là còn bao cả hai cái quán thịt, hai cái quán nấu canh thịt dê và thịt bò. Tại vì ở thôn đó thì mọi người có cái thói quen là ăn canh thịt dê, thịt bò buổi sáng giống như là chúng ta ăn phở ở Việt Nam ấy. Và cái ông này đã bao luôn cả hai cái nhà hàng để cho người trong thôn có thể đến ăn thoải mái. Đương nhiên, sau này, dân chủ đã tiến một bước phát triển, không chỉ là thôn trưởng có thể bầu cử, thôn thư ký cũng có thể bầu cử. Thôn thư ký là thôn là đảng viên cũng có thể bầu cử thôn thư ký, thôn 委员会叫那个，对对对，支部书记，我想对对。 Vậy thì do chúng ta càng ngày càng dân chủ cho nên là không chỉ chọn trưởng thôn mà còn có thể bầu cả bí thư đảng ủy của thôn. 我的哥哥是个党员。 Anh tôi là một đảng viên. 他说他一年最辛苦的事情是开始选村支部书记的时候。 Vậy thì mỗi năm cái điều khổ sở nhất của anh tôi đó là cái mùa mà bắt đầu phải bầu bí thư. Mỗi cái 想当村支部书记的人 đều hội đi chào ta, gửi ta tiền, gửi ta tiền tiền, gửi ta tiền rượu, rằng ta bỏ phiếu. Mỗi người muốn làm bí thư thì đều tìm đến đảng viên của mình để cho thuốc, cho rượu, cho tiền. Đương nhiên, tôi ca ca nói, cái thời điểm đó tôi đã thoát khỏi được, không thể không rời khỏi cái thôn trang. Anh tôi nói là những cái lúc như thế thì không biết là chạy đi đâu, chỉ muốn rời khỏi cái thôn đó thôi. 革命是一个深刻复杂也荒谬，当然也是一个敏感的话题，我们就少讲一点。 Cách mạng là cái điều rất là phức tạp, rất là huyền diệu, rất là và cũng rất là nhạy cảm, cho nên là chúng ta cũng không nên nói quá nhiều. 我想说的一点是，就是尽管是这样的民主很荒唐，但今天这样的民主也已经没有了。 Mặc dù là cái chuyện dân chủ đó rất là hoang đường, nhưng mà ngày nay thì chuyện dân chủ đó thậm chí là còn không có. Nhưng mà tôi chỉ dừng ở đây thôi về vấn đề cách mạng.那我想讲这个村庄里边，因为是革命，另外一方面他们对政治、对战争也非常的关心。 Vậy thì người trong thôn rất là quan tâm đến chính trị và chiến tranh. 我想知道今天那个村庄最关心的一件大事情。 Tôi nghĩ là hiện tại người trong thôn quan tâm nhất là hai vấn đề sau đây. Mỗi lần mà tôi về thôn thì những người lớn tuổi đều rất là quan tâm hỏi tôi, thứ nhất là bao giờ thì chúng ta mới có thể giải phóng Đài Loan. 第二个问题是一直在问我说，哎，我们到底能不能打败美国呢？ Vấn đề thứ hai là rốt cuộc là chúng ta có đánh bại được Mỹ hay không? Vậy tôi nói với họ là Đài Loan rất là dễ giải phóng. Vậy thì chúng tôi cả bao nhiêu tỷ người đều đến Đài Loan thì đất Đài Loan cũng không đủ để cho chúng tôi đứng. 之所以没有去解放，因为台湾人也是生，台湾的人也是生命，他也是我们的同胞，我想还是不要私人为好，所以暂时就没有去解放。 Vậy thì việc giải phóng Đài Loan rất dễ dàng, nhưng mà chúng ta chưa giải phóng bộ, bởi vì khi mà giải phóng thì chắc chắn là sẽ phải mất rất là nhiều sinh mạng. Người Đài Loan cũng là đồng bào của chúng ta, và vì thế cho nên chúng ta chưa giải phóng bộ. 当然他们问你，那我们到底能不能打败美国呢？ Về vấn đề thứ hai là liệu chúng ta có thể đánh thắng Mỹ hay không? 我说当然可以打败，因为我们中国是有原子弹的国家，给他两颗原子弹就把美国的问题解决掉了。 Vậy tôi nói là chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại nước Mỹ là bởi vì chúng ta có bom nguyên tử, chúng ta chỉ cần thả cho Mỹ vài quả là thôi.
但是我给我的家人讲，但是美国如果给我们两颗原子弹，这也很恐怖啊。啊，nhưng mà nếu như nước Mỹ cũng thả cho chúng tôi vài quả thì điều này rất là đáng sợ. 那还是不要打了就最好了。cho nên tốt nhất là thôi đừng có đánh nhau. 所以我那个村庄的人虽然是农民，他们对革命、对战争都非常的关注。À, như vậy dù người trong thôn chúng tôi là nông dân nhưng mà họ đều rất là quan tâm đến cách mạng và chiến tranh. À, Trung Quốc mỗi lần và Nhật Bản đều gặp phải vấn đề thì người dân trong thôn liên tục hỏi tôi, tại sao không cho Nhật Bản một quả bom hạt nhân? Vậy thì mỗi lần mà vấn đề đảo điếu ngư nổi lên thì người dân trong thôn đều hỏi chúng tôi là tại sao không ném cho Nhật Bản vài quả bom nguyên tử? Vì tôi nghĩ các bạn có thể hiểu được thôn xóm, có thể hiểu được rất nhiều những người Trung Quốc yêu nước. À, vậy thì mà mọi người hiểu cái tâm trạng của người trong thôn thì sẽ hiểu được cái chủ nghĩa ái quốc của người Trung Quốc. 所以这个村庄其实它是一个乡村，它也是一个国家。Vậy cho nên là người người trong thôn thì vốn dĩ là người của một thôn nhưng mà đồng thời cũng là người của một quốc gia. 你们在越南能看见中国什么样子，你们就能理解那个村庄是什么样子。Các bạn nhìn thấy Trung Quốc như thế nào thì các bạn có thể hiểu được thôn trang như thế.当然，我想，我们还是要回到文学这个话题。Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta bây giờ có thể quay lại với cái đề tài về văn học. 我想，回到文学的话题，也就第四个问题，那个村庄是非常非常文学的村庄。Vậy đây là vấn đề thứ tư mà tôi muốn nói là thôn trang này là một thôn trang đầy tính văn học. 我们今天看到的世界名著中的故事，你在那个村庄或多或少都能找到原型。Vậy thì tất cả những cái tác phẩm lớn trên thế giới, những cái hình mẫu nhân vật ở các tác phẩm lớn này thì bạn đều có thể tìm thấy được hình mẫu đó ở trong thôn trang của chúng tôi. Ví dụ, cổ Hy Lạp của Hermesus, bạn trong cái thôn trang có thể tìm thấy được hình mẫu đó. Ngay cả cái sử thi Homer của Hy Lạp thì các bạn cũng có thể tìm thấy được các nhân vật giống như vậy trong thôn trang của chúng tôi. Ví dụ, Italy của tác giả Dante của Sân Chư.他的天堂地狱篇这样一些东西在那个村庄流传非常的广。Vấn đề địa ngục luyện ngục ở trong thần khúc của Dante thì ngay cả trong thôn trang của chúng tôi cũng đã lưu truyền từ rất lâu đời rồi. 关于天堂和地狱的故事在那个村庄我想要比但丁写的好得多。Vậy thì vấn đề địa ngục thiên đường thì vốn dĩ chúng ta biết là ở trong văn học Trung Quốc cũng đã viết đến rất nhiều. 我们会说二十世纪最伟大的作家卡夫卡的故事在那个村庄仍然非常的多。Ngay cả tác giả vĩ đại nhất của thế kỷ 20 là Kafka, những cái điều ông viết thì thực ra trong thôn trang của chúng tôi cũng đã có những cái câu chuyện tương tự như vậy. 各种异化的、变形的、荒诞的事情都可以在那里找到。Những vấn đề về dị hóa biến hình thì trong những cái câu chuyện của nông thôn chúng tôi cũng đều đã có. Đương nhiên, 我们会说，那到底他们看不看书呢？Vấn đề đặt ra đây là vậy thì người trong thôn họ có đọc sách hay không? 他们根本不要需要看书，他认为世界上的故事都在这个村庄，他就不需要去看了。Người trong thôn không cần phải đọc sách gì cả, bởi vì câu chuyện nào trên thế giới trong thôn đã có rồi. 他们从来不关心鲁迅。Họ không bao giờ quan tâm đến Lỗ Tấn. Ví dụ, nói Lỗ Xuyên, cái vĩ đại nhất của sự A Cơ Yêu Trấn Truyện, thì chúng tôi trong thôn có rất nhiều A Cơ Yêu. Chẳng hạn như cái tác phẩm nổi tiếng nhất của Lỗ Tấn là A Quy Chính Truyện, thì trong thôn của chúng tôi đã có bao nhiêu ông A Quy rồi? Chúng tôi trong thôn có rất nhiều Xiang Lin Sảo. Trong thôn của chúng tôi cũng có rất là nhiều Thím Tường Lâm. Vì vậy, những vĩ đại nhất của tác phẩm không được xem là vì họ đã trở thành như vậy trong cuộc sống của họ rồi. Vậy thì họ không có quan tâm đến những cái tác phẩm mà miêu tả quá giống với cuộc sống của họ, bởi vì cuộc sống của họ vốn dĩ là như vậy. Họ chỉ xem những câu chuyện trong cuộc sống của họ. Mà họ sẽ quan tâm đến những tác phẩm nói những điều trong cuộc sống của họ không có. Ví dụ, chúng ta nói về cung đình đấu tranh. Chẳng hạn như là chúng ta hay nói đến những cái phim cung đấu, những cái câu chuyện ở trong cung đình. Ví dụ, tài tử giả nhân của kịch. Chẳng hạn như là những cái câu chuyện về tài tử giai nhân. 当然也包括各种各样的通俗小说，因为那个村庄没有。Tất nhiên là những cái câu, những cái thông tục khác, những cái tác phẩm thông tục khác mà thôn trang chúng tôi không có thì họ sẽ quan tâm. 所以我经常说，那个村庄是世界上最伟大的一座文学的宝库。Cho nên là thôn trang của chúng tôi là một cái kho báu rất là lớn về mặt tài liệu văn học. 我们不喜欢的，他们都喜欢。
Vậy thì những cái điều mà chúng ta không chúng ta thích thì họ không thích và ngược lại. 我们喜欢的那个村庄每天都在发生，它就视而不见。 Những cái điều mà chúng ta thích thì những cái điều đó đã xảy ra hàng ngày ở trong thôn trang và họ nhìn họ nhìn quen quá rồi, coi như là thấy mà không thấy. 我后边讲的快一点，时间没有那么多。嗯，哎，我想这次村那个村庄的文学，我想啊，当然他们也不看我的小说。 Tất nhiên là người trong thôn tôi cũng không bao giờ đọc tiểu thuyết của tôi. 他就因为我所写的都是那个村庄发生的，他觉得没必要看它。 À, vậy vì bởi vì tôi viết về những điều xảy ra trong thôn cho nên người trong thôn cảm thấy chẳng cần phải xem làm gì. 那个村庄也有非常大学生看完我的小说，把我的故事讲回到那个村庄去的时候，村庄的人告诉他说，他写的什么呀？还没我们村庄每天发生的好呢。 À, vậy thì có những sinh viên đại học ở thôn chúng tôi đọc sách của tôi sau đó về kể lại cho người trong thôn nghe thì người trong thôn bảo là cái ông này viết kiểu gì mà còn không hay bằng chuyện xảy ra ở đây. 所以我经常说，其实我不是想象，我不是创作，我只是认识那个村庄，我就能写得非常好。 Cho nên không phải là tôi đang sáng tác, không phải là tôi đang viết văn mà là do tôi hiểu thôn của chúng tôi cho nên là tôi chỉ viết lại những cái điều xảy ra ở đó mà thôi. 我从那个村庄发现这个世界是什么样子。 À, từ thôn chúng tôi thì tôi hiểu được là thế giới đang đi về hướng nào. 也发现人是什么样子。 Và tôi cũng hiểu là người thì như thế nào. 我一生全部的努力就是要把那个村庄写得更加丰富一点而已。 Vậy thì nỗ lực cả đời của tôi chính là làm sao để viết được một cách phong phú về thôn trang của chúng tôi. 当然那个村庄觉得你做一个作家还不如出门当一个科长当一个局长更好一点。 Ở Trung Quốc thì bạn làm một nhà văn chẳng bằng là bạn đi làm chính trị, bạn làm một cái ông trưởng nào đó. 你当一个作家给我们村庄带不来任何的好处。 Việc mà bạn đi làm nhà văn thì chẳng có đem lại ích lợi gì cho thôn cả. 但如果你是一个局长，你是一个将军，你就给那个村庄能带来非常多的好处。 Nếu như bạn làm cục trưởng, làm huyện trưởng thì rõ ràng là có thể đem lại rất nhiều lợi ích cho thôn. 我想这就是那个村庄的文学，我们那个村庄的读者。 Thì đây chính là cái vấn đề mà tôi vẫn chưa đem lại được cho thôn của chúng tôi. 但是我们不要以为他们真的就不看伟大的作品。 Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng họ không xem những cái tác phẩm vĩ đại. 我那个村庄曾经有过一个教师，因为特别的热爱中国的小说《红楼梦》。红楼梦。 Ở thôn trang chúng tôi có một giáo sư đã từng rất là yêu thích tác phẩm Hồng Lâu Mộng. 他后来因为是教师，不断的看一遍，最后自己就有了忧郁症。 Ông ấy vì là giáo sư nên ông ấy cứ xem đi xem lại, nghiên cứu tới nghiên cứu lui tác phẩm và cuối cùng thì ông ấy bị trầm cảm. 我那个村庄，我在八十年代回去的时候，才发现他们不断的在传看两本外国小说。 Khi mà tôi những năm 80 khi mà tôi trở về thôn thì tôi phát hiện ra là trong thôn mọi người cứ truyền tay nhau đọc hai tác phẩm. 那就是托勒斯泰的《安娜·卡列尼娜》和雨果的《巴黎圣母院》。 Vậy thì đó là cái tác phẩm Anna Karenina và tác phẩm Nhà thờ Đức Bà Paris. 他们把那个书一层一层的包起来，害怕的把它搞破坏掉。 Bởi vì họ đọc nhiều nó dễ rách cho nên là họ phải gói rất là kỹ hai cái cuốn sách đó. 最后他们去问我，原来外国人就是这样的生活着吗？ Cuối cùng thì họ đến hỏi tôi là, ồ, hóa ra người nước ngoài có cái cuộc sống như thế này hay sao? 我想说，其实他们对文学的理解超出我们的理解。 Vậy thì cái cách lý giải về văn học của họ là ngoài cái lý giải về văn học của chúng ta. 我经常谈到一个宗教问题。 Tôi muốn nói một chút về vấn đề tôn giáo. 我们一直以为中国是一个非常革命的，我们说是无神论者。 Chúng ta vẫn luôn luôn nghĩ rằng Trung Quốc là một đất nước rất là cách mạng và vô thần luận. 但是那个村庄的一旦信仰宗教，那超出我们的想象。 Nhưng mà cái tín ngưỡng tôn giáo của người trong thôn chúng tôi thì quả thật là vượt ra ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. 我们大家都在座的都知道，伟大的托斯托耶夫斯基有一部小说叫《卡拉马佐夫兄弟》。 Vậy chúng ta đều biết là Dostoevsky có cái tác phẩm là Anh em nhà Karamazov. 那里关于对宗教的描写触目惊心。
Trong đó thì miêu tả về tôn giáo một cách vô cùng là chi tiết và vô cùng là chấn động. 比如写到大法官对耶稣的审判。 Chẳng hạn như là nói về đại pháp quan phán quyết Giê-xu. 当我看到那个大法官对耶稣的审判的时候， 我是21岁、22岁， 我就震惊到几天睡不着觉。 Khi mà đọc đến những cái chi tiết đó thì khi đó tôi hơn 20 tuổi, tôi đã cảm thấy vừa hưng phấn vừa kích động đến nỗi không thể nào ngủ được. 但是后来我回到我那个村庄， 发现也有一个相信基督教的人。 Nhưng mà khi mà tôi trở lại thôn chúng tôi thì tôi phát hiện ra là thôn chúng tôi có người tin đạo Cơ Đốc, tin Thiên Chúa giáo. Đó là một bà lão lúc bấy giờ đã hơn 70 tuổi. Bà ấy hoàn toàn không có biết chữ, không có văn hóa gì đặc biệt. Ở thôn chúng tôi thì từ những năm 30 là đã không còn một cái giáo đường nào tồn tại nữa rồi. Đương nhiên, cũng không tìm được một cuốn sách gọi là Sách Kinh, cũng không tìm được. Tất nhiên là Thánh Kinh thì vẫn còn tìm thấy được. Tôi lần đầu tiên thấy Sách Kinh, cuốn sách này, đã là 28 tuổi. 28 tuổi mới đọc được Sách Kinh. Tôi lần đầu tiên đọc được Thánh Kinh là năm 28 tuổi. Nhưng tôi không thể tưởng tượng được bà lão một chữ cũng không biết, cô ấy mỗi ngày 就特别的虔诚的信教。 Nhưng mà chúng ta không thể tưởng tượng được một bà giáo không biết, một bà lão không biết chữ mà mỗi ngày lại có một cái sự thành tín đến như thế nào. 当然我们那个村庄没有十字架。 Tất nhiên là thôn trang của chúng tôi không có thập tự giá. 但他每天用两根红的筷子，挽成一个十字架，放在他的床台上。 Nhưng mà mỗi ngày thì bà đều lấy hai cây đũa cột lại thành một cái thập tự giá để trước cửa sổ. 他的每天出门以前都要站在这个十字架红筷子的前边画十字阿门，然后才能离开那个院落。 Mỗi lần trước khi mà bà ra khỏi cửa thì bà đều phải đứng trước cái cửa sổ, đứng trước cái thập tự giá đó để cầu nguyện và nói amen rồi sau đó mới đi ra. 每天睡觉前都会站到这个十字架前面阿门十字架才睡觉。 Mỗi khi trước khi đi ngủ thì đều phải đứng trước thập tự giá để cầu nguyện và amen rồi mới đi ngủ. 她是我们那个村庄非常非常善良的一个老太太。 Đó là một bà lão vô cùng lương thiện, vô cùng hiền hậu ở thôn chúng tôi. 一生没有结婚，没有生孩子。 Cả đời bà không lấy chồng và cũng không sinh con. 但永远在帮助别的家庭带孩子。 Nhưng mà bà luôn giúp đỡ những gia đình khác trông nom con cái của họ. 永远在帮助别的家庭缝衣服。 Giúp các gia đình khác may vá quần áo. 看到他的时候，我才发现灵魂是有多么的伟大。 Vậy thì từ bà mà tôi mới phát hiện ra là linh hồn của con người vĩ đại đến chừng nào. 宗教是有多么的神圣。 Và cảm giác về tôn giáo nó thần thánh đến như thế nào. 所以我想那个村庄什么都不缺少。 Vậy thì thôn trang của chúng tôi rõ ràng là không thiếu điều gì cả. 它是充满着宗教的、革命的、斗争的，也是善良、美好。 丰富复杂的村庄。 Đó là một thôn trang rất là phong phú, phức tạp, vừa cách mạng, vừa tôn giáo, vừa đời sống thường ngày. 我最后再讲一个我和那个村庄的关系。 Vậy cuối cùng điều mà tôi muốn nói đó là mối quan hệ giữa tôi và thôn trang của chúng tôi. 我刚才讲到了那个村庄并不希望我是一个作家。 Vừa nãy tôi có nói là thôn của chúng tôi thì không hề hy vọng là tôi trở thành một nhà văn. 我在中国的军队待了26年。 Tôi ở trong quân đội 26 năm. 离开军队的时候曾经是个大校。 Khi mà rời khỏi quân đội thì tôi có một cái chức vụ rất là cao, đại tướng. 我离开军队到地方的时候，我哥哥给我讲了一件事情。 Khi mà tôi rời khỏi quân đội thì anh của tôi đã nói với tôi một điều. 因为我去做了一个专业的作家。 Vì tôi trở thành một nhà văn chuyên nghiệp. 我哥哥说，你为什么不去做一个记者呢？ Anh tôi nói là tại sao không đi làm nhà báo đi? 他说我说做记者有什么好？他说记者非常好，任何一个记者到我们县县长和书记都要陪他吃饭。 Tôi hỏi là làm nhà báo thì có gì hay đâu? Anh tôi bảo là làm nhà báo thì bất kỳ nhà báo nào đến thôn chúng ta thì thôn trưởng và bí thư của thôn cũng đều mời anh ta ăn cơm. 你也可以转业转到北京当一个局长、副局长、厅长。
À, vậy thì cũng có thể được điều đến Bắc Kinh để làm cục trưởng, phó cục trưởng gì đó. 为什么要当这个无意义的对村庄对家里没什么意义的一个作家呢? À, vậy thì làm sao mà lại làm một cái việc mà không hề có ý nghĩa gì đối với thôn của chúng tôi? 我告诉我哥哥说，我除了写作，我其他什么都不会做。 À, tôi nói với anh tôi là tôi không còn biết làm cái việc gì khác nữa hết. 当然我们那个村庄也并不把我当成一个什么伟大的人物。 À, tất nhiên là thôn của chúng tôi không hề coi tôi là một cái người vĩ đại gì cả. 这就是我讲我到底和这个村庄是一个什么关系。 À, tôi muốn tìm hiểu xem là cuối cùng thì tôi và thôn chúng tôi có cái mối quan hệ gì. 我从那么年少的时候就发现这个村庄是世界的中心。 À, như tôi đã nói là tôi phát hiện là thôn trang của chúng tôi là trung tâm của thế giới. 那我想, 既然发现了你又是作家, 那你到底上帝让你成为一个作家是要干什么呢? À, vậy thì Thượng Đế khiến anh trở thành một nhà văn là để cho anh làm cái điều gì? 我就不断在思考这个问题。 Tôi không ngừng suy nghĩ về điều này. 那后来我发现上帝让你成为一个作家, 就是要告诉人类，告诉全世界。 当然也告诉我们每一位，那个村庄是世界的中心。 Vậy thì Thượng Đế khiến tôi trở thành nhà văn là để cho tôi có thể viết và nói với mọi người rằng thôn trang của chúng tôi chính là trung tâm của thế giới. 这个世界的中心不是从物理的位置上来让你证明它是世界的中心。 Cái vấn đề trung tâm của thế giới này không phải là về vấn đề vật lý hay địa lý, nó là trung tâm của thế giới. 上帝要让我用文学的方式就告诉所有的读者, 去证明这个世界是村庄是世界的中心。 À, mà với tư cách là nhà văn thì tôi chứng minh với các độc giả của mình rằng thôn trang của chúng tôi chính là trung tâm của thế giới. 我想当我明白上帝的意义的时候，我就明白我和这个村庄的关系了。 Khi mà tôi hiểu được cái điều mà Thượng Đế bảo tôi phải làm thì tôi biết được cái ý nghĩa của tôi với thôn trang. 所以我一生的写作其实只有一个目的。 只有一个目的，只有一个目标。 Cho nên cái mục đích duy nhất của cái việc viết văn của cả đời của tôi. 那就是证明那个村庄是世界的中心。 Đó chính là chứng minh thôn trang chúng tôi là trung tâm của thế giới. 那个村庄每发生的一件事情都是世界上的一件最大的事情。 À, thôn trang mỗi khi mà xảy ra chuyện gì thì đều chính là cái vấn đề trọng đại của thế giới này. 那个世界上，今天世界上任何大事情，我也都能在那个村庄找到。 Bất kỳ vấn đề lớn lao nào của thế giới thì tôi đều có thể tìm thấy được ở trong thôn trang của chúng tôi. 我想，当然，今天包括美国总统，包括国家总书记，包括越南，我们所有知道的重大的事情，你们告诉我，那个村庄其实都有一个对应的关系。 À, vậy thì với mỗi vấn đề lớn lao phát sinh của thời đại thì chúng ta đều thấy được một cái đối ảnh của nó ở thôn trang, một cái hiệu ứng của nó ở thôn trang. 我想，我比起任何一个越南作家来说，我是一个非常幸运的人。 À, tôi cảm thấy là tôi quả thật là một nhà văn vô cùng may mắn. 我不比其他作家，任何一个作家有才华，但我的幸运是我出生在那个村庄。 À, tôi không hề tài hoa hơn bất kỳ nhà văn nào khác, nhưng mà cái điều may mắn nhất của tôi chính là được sinh ra ở thôn trang của chúng tôi. 我意识到那个村庄就是我的全世界，就是人类的全世界。 À, tôi đã ý thức được chính thôn trang này chính là cái việc quan trọng nhất ở trong đời tôi. 现在已经9点半钟，我们就今天就讲到这里，谢谢大家。 À, và bởi vì bây giờ đã là 9:30 cho nên là hôm nay chúng ta tạm thời ngừng ở đây. Và xin mời mọi người có thể đặt câu hỏi với lại nhà văn Diên Liên Khoa. Dạ, vậy bây giờ xin mời các câu hỏi dành cho nhà văn Diên Liên Khoa. Dạ, bên này xin mời nhà báo Lâm Điền. 请感恩nhà văn Diêm Liên Khoa. Sẵn cái mạch ông nói về thôn trang, thành ra tôi hỏi luôn hai cái thông tin cơ bản thôi, từ vì để có cái hình dung cái mà ông gọi là cái thôn trang của ông ấy thì nó rộng bao nhiêu và nó có bao nhiêu dân hiện giờ.
我那个村庄的面积我不知道，但它人口，我小的时候是2000人，现在是8000人。 Về diện tích của thôn chúng tôi thì tôi không biết một cách chính xác, nhưng mà về số người dân thì hồi nhỏ tôi ở đó là 2.000 người và bây giờ là hơn 7.000 người. 让我补充一点，那个村庄它是一个今天是一个镇，已经发展成一个镇。 Tôi muốn bổ sung một chút, đó là cái thôn trang nhà chúng tôi thì bây giờ đã phát triển thành một trấn rồi. 它是一个镇，其实在我心目中它就是中国的北京，是我们越南的河内。 或者是这个城市，或者是东京，或者是纽约，就是那样一个首都的情况。 Nó là một cái trấn, nhưng mà trong lòng tôi thì nó cũng giống như là Bắc Kinh của Trung Quốc, giống như là Hà Nội của Việt Nam, giống như là Tokyo của Nhật Bản vậy. Tức là nó luôn luôn là vị trí trung tâm trong lòng tôi. Trung Quốc có một cái thói quen, là mỗi tháng thứ 5, 10, 15, 20 đều có một cái gọi là hội, cơ hội. 赶集都要到那个村庄去。 Vậy thì chúng tôi mỗi tháng những ngày năm 10, 15, 20 thì chúng tôi đều có những cái lễ bái và mọi người đều tập trung đến trung tâm của chúng tôi, đến thôn của chúng tôi. 它非常像今天的中国人都渴望到美国去，到欧洲去移民到那边去，然后小城的小城市的人都渴望移民到上海，移民到北京。 然后更偏远的地方希望移民到省会，当然那些更乡村的人、更山区的人都非常渴望移民到我们那个镇上去。 Vậy thì ngày nay vốn dĩ là mọi người rất là chuộng di dân, mọi người đều muốn di dân đến Mỹ, đến châu Âu. Những cái người ở nông thôn thì muốn di dân đến thành phố, và những cái người ở những cái thôn xa hơn nữa trong vùng núi non hiểm trở thì cũng muốn di dân đến thôn của chúng tôi. 那个镇八千口人，其实有一半也是一个移民。 Vậy thì hơn 7.000 người, ngày nay là 8.000 người, thì trong đó có một nửa là số người di dân. Dạ, xin mời thầy. Kính thưa nhà văn Diêm Liên Khoa, tôi xin chia sẻ một số mấy ý kiến như thế này. Thì đã rất lâu tôi mới được nghe một nhà văn Trung Quốc nói với đề tài rất là hay và với một cái giọng điệu rất là hay. Tôi cảm nhận thấy ở đây là anh đã nói về Trung Quốc với một cái tinh thần phê phán và rất hài hước. Để trước kia thì chúng ta quen với các nhà văn Trung Quốc là rất là Trung Hoa, Trung Tâm. Sau này thì chúng ta quen với các nhà văn Trung Quốc là phê phán các mảng văn hóa Trung Quốc. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy là không chỉ như vậy, mà nhà văn Diêm Liên Khoa đã vượt lên trên để phê phán được cái tinh thần hẹp hòi của dân tộc Trung Quốc. Thế thì cái việc mà vượt lên trên những thiên kiến có tính cách dân tộc chủ nghĩa là cái điều rất khó khăn đối với các nền văn học châu Á, đối với các trí thức châu Á. Cho nên là cái tính chất hài hước và cái tinh thần phê phán sâu sắc và mạnh mẽ như vậy chúng ta có thể thấy ở Lỗ Tấn. Thì xuất từ Lỗ Tấn bây giờ thì tôi lại thấy có anh Diêm Liên Khoa, rất là cảm ơn nhà văn. Chúng ta cũng có đọc Bá Dương là phê phán về Trung Quốc rất là mạnh mẽ, tự phê phán về cái sự hẹp hòi và cái sự lạc hậu của Trung Quốc rất là mạnh mẽ. Thế nhưng Bá Dương thì là viết tiểu luận, nhưng ở đây thì nhà văn Diêm Liên Khoa thì viết bằng tác phẩm văn học. Ở Việt Nam thì mình cũng liên hệ một tí, Việt Nam vẫn chưa quen với cái cách phê phán như vậy, cái cách tự phê phán như vậy. Thì gần đây nhất chúng ta biết là nhà văn Vương Chí Nhàn là muốn tự phê phán dân tộc mình thì phải mượn lời của các cụ ngày xưa như là Trần Trọng Kim, rồi
Ngô Tất Tố vân vân, chứ còn không dám tự mình viết ra bởi vì là cái tinh thần dân tộc chủ nghĩa ở Việt Nam còn đang rất cao. Cũng xin thông tin thêm là sáng nay thì trước khi nhà văn Diêm Liên Khoa nói chuyện ở đây thì nhà nghiên cứu Hạ Lộ cũng là bạn thân với là khoa văn học của chúng ta có gửi Facebook cho tôi là nhắn là gọi là chào anh Diêm Liên Khoa và chúc mừng anh đã đến là một cái trung tâm nghiên cứu rất là sâu sắc về văn học so sánh phương Đông. Nhà văn Diêm Liên Khoa thì đánh giá viết lời tựa cho nỗi buồn chiến tranh và đánh giá nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh coi như thuộc tác phẩm là hàng đầu của châu Á. Tôi nghĩ là tinh thần là hòa giải chiến tranh, hòa giải giữa các dân tộc thì đó là sứ mệnh của nhà văn hiện đại. Xin cảm ơn có mấy lời chia sẻ như vậy. Tôi 你对我的夸赞，其实我没有那么，我是一个非常普通的人。 Tôi rất là cảm ơn những cái lời tán dương của thầy dành cho tôi, nhưng mà thực sự là tôi không được như thế đâu, tôi chỉ là một người rất là bình thường. 关于爱国主义，我想今天中国正深陷在盲目的爱国主义中间。 Ngày nay về cái chủ nghĩa ái quốc mà nói thì rõ ràng là Trung Quốc đang bị chìm đắm trong cái sự mê muội của chủ nghĩa ái quốc. 任何一个民族、一个国家过度的深陷在狭隘或者盲目的爱国主义，这个民族、爱国家是没有前程的。 Tất cả những quốc gia mà nếu như mà dân chúng của họ bị chìm đắm trong cái sự mê muội của chủ nghĩa ái quốc thì họ đều không có tương lai. 第二点，我想关于文学，我认为越南作家哪一点都比中国作家丝毫的不差。 Tôi nghĩ là các tác giả Việt Nam cũng chẳng có kém gì các tác giả Trung Quốc cả, chúng ta đều như nhau. 我看了宝宁先生的《战争哀歌》之后，我非常的震惊。 Tôi đã đọc nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh và tôi cảm thấy rất là xúc động, rất là kinh ngạc. 我特别相信没有任何一个中国作家，也包括我在内，在写《战争》的时候能够比他写得好。 Tôi không tin rằng có bất kỳ nhà văn Trung Quốc nào, bao gồm cả tôi, có thể viết về chiến tranh hay hơn Bảo Ninh. 他写出了战争的残酷，写出了那个文学对战争的超越。 Ông đã viết được về cái sự tàn khốc của chiến tranh, nói về được cái sự vượt lên trên của văn học đối với chiến tranh. Nhà văn Trung Quốc hiện nay viết về chiến tranh thì không thể được như Bảo Ninh. 我想因此我也特别相信中国的文学也是我们过度的喜欢美国文学或欧洲文学，忽视了我们向邻的越南作家、韩国作家、日本作家好一点，菲律宾作家他们伟大的写作。 Thì vì ở tại Trung Quốc hiện nay thì mọi người vẫn quá là theo đuổi nền văn học Mỹ và châu Âu, cho nên là đang lơ là đi những cái nền văn học cũng rất là giá trị xung quanh mình như là văn học Việt Nam với các nền văn học Đông Nam Á khác. 我们其实在这一点上，我想我们在文学上是没有那么自信的。之所以没有那么自信，是因为我们太相信欧美的文学。 Thực sự là đối với văn học Trung Quốc thì chúng tôi không tự tin một chút nào bởi vì chúng tôi quá là thần tượng văn học Âu Mỹ. 所以在这一点上，我也非常感谢。 越南我的出版社，我的那些译者，也包括在座的阮思明商博士，如果他们没有他们的翻译，没有他们的出版，我今天无法坐在这里和大家交流文学。我想这件事情，翻译交流是非常重要的。 Vậy cho nên là tôi xin có lời cảm ơn nhà xuất bản cũng như là dịch giả của tôi tiến sĩ Minh Thương ngồi ở đây là đã tạo cho tôi cơ hội được giao lưu với lại độc giả Việt Nam. Nếu như mà không có phiên dịch và xuất bản thì chúng ta không thể nào có được cái sự giao lưu giống như thế này. Tôi cũng rất là hy vọng chúng tôi tại Trung Quốc được đọc thêm nhiều tác phẩm của tác giả Việt Nam. 但非常非常遗憾的是，我为《战争哀歌》写了一个序言在中国，是一个很好的文章，但是因为我的名字的原因，那个出版社没有敢用这个东西。Tôi có viết lời tựa cho cái tác phẩm nỗi buồn chiến tranh,
của Bảo Ninh, nhưng mà bởi vì cái tên của tôi lúc đó là có vấn đề cho nên là nhà xuất bản đã không dám dùng cái bài viết của tôi. 因此那个文章那个序言没有在中国的出版的书上出现。 Cho nên là cái lời cái bài mà tôi viết kèm với cuốn sách đó thì đã không được xuất hiện ở tại Trung Quốc. 但是我想我在中国的人民大学教书，我第一件事情就是把那本书作为我们的教科书推荐给我们的学生，每一个人必须要阅读。 Nhưng mà khi mà tôi dạy học ở trường Đại học Nhân dân Trung Quốc thì tôi đã đưa cái cuốn Nỗi buồn chiến tranh vào làm cái cuốn sách để cho sinh viên đọc và tôi có giảng về cuốn sách này. 我想如果有机会，越南的书、小说、其他作品能够到中国去，我特别愿意为这件事情能多做一点工作。 Nếu như một ngày nào đó mà các phẩm Việt Nam được dịch nhiều hơn tại Trung Quốc thì tôi rất là sẵn lòng muốn làm được một điều gì đó cho các tác phẩm này. 让中国的所谓盲目的爱国主义也好，大国沙文主义也好。 不要那么盲目，要相信我们周围任何一个国家，无论它人口多少，他们的伟大都丝毫不比我们的伟大低或者差。Tôi mong rằng cái sự mê muội về chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc, về cái chủ nghĩa nước lớn của Trung Quốc, nó sẽ dần dần được giảm bớt đi và chúng tôi sẽ được tiếp xúc nhiều hơn với những cái nền văn hóa, văn học của các dân tộc xung quanh, cho dù là đất nước đó diện tích bao nhiêu hay là nhân khẩu bao nhiêu. Dạ, em xin mời thầy. Thưa nhà văn Diêm Liên Khoa, thưa quý vị, cách đây đúng 10 hôm trước khi nhà văn Diêm Liên Khoa sang Việt Nam thì một tờ báo lớn của thành phố Hồ Chí Minh có đăng một bài báo giới thiệu cuốn Đinh Trang Mộng của ông. Bài báo có nhan đề là Nghẹt thở với vực thẳm nhân tính. Tác giả là một nữ giáo sư ở Đại học Huế. Nếu ông Diêm Văn Khoa chưa có tờ báo này thì tôi xin tặng ông. Có đăng ảnh của ông đúng không ạ? Và từ tuổi trẻ, ảnh ông đâu này có vẻ già hơn đúng không ạ? Khi đọc cái bài báo này thì thú thật tôi là một người chưa đọc nhiều ông Diêm Liên Khoa, nhưng mà vì đọc bài báo này cho nên tôi nghĩ rằng hôm nay tôi phải có mặt ở đây. Và quả thật là tôi không lầm, đây là một cái buổi nói chuyện đối với tôi là tuyệt vời. Xin cảm ơn diễn giả và dịch giả và người dịch. Tôi xin nói một vài suy nghĩ của tôi về buổi nói chuyện này như thế này. Văn học trong một thôn trang, hay nói rộng ra là văn học về nông thôn đó, có lẽ là hai cái lĩnh vực, hai cái đề tài mà Trung Quốc và Việt Nam rất gần nhau, rất gặp nhau. Người ta vẫn hay so sánh hai nhà văn viết về nông thôn, cử phách của Trung Quốc và Việt Nam là Lỗ Tấn và Nam Cao. Nhưng mà chúng tôi thường nghĩ rằng là những cái điều mà Lỗ Tấn và Nam Cao nói đó là về xã hội cũ, về một cái xã hội mà chúng ta đang tìm cách bước qua. Không ngờ là những vấn đề đó cũng còn gặp nhau ở trong cái xã hội hiện nay. Những gì ông nói về sự tàn phá môi trường, về tai nạn giao thông, về tính thiện, sự thuần phát, tình yêu ngày càng ít đi ở nông thôn, ở nước tôi cũng có, và có lẽ là có thể ở một mức độ ít hơn, nhưng mà chúng ta có thể gặp hàng ngày. Lát nữa giáo sư Hoa Tranh và cô Thu Văn, nếu mà đi đưa ông về thì có lẽ mời ông Diêm Liên Khoa với cô Thương Thương đi ngang cái đường Tôn Đức Thắng
cho ông biết rằng ở đây người ta chặt cái như thế nào. Rất may là chúng tôi không có cách mạng văn hóa, nhưng mà dẫu sao thì chúng tôi cũng có cải cách ruộng đất, có nhân văn giai phẩm, có cải tạo công thương nghiệp. Thế nhưng đọc những gì mà người ta nói về Diêm Liên Khoa cũng như là những gì ông nói hiện nay đó, thì tôi có một cảm nhận rất là đau đớn như thế này. Hình như Lỗ Tấn và Nam Cao nói rằng cái nông thôn của chúng ta như thế đó, nhưng mà vẫn còn có thể cứu chữa được. Còn bây giờ cái đinh trang mộng của ông gây cho người ta cảm giác rằng không cứu chữa được. Không biết cái điều tôi nghĩ, cảm nhận của tôi có đúng không? Thú thật là ở cái tuổi chúng tôi đọc Diêm Liên Khoa sẽ rất mệt. Và tôi có nói với một chuyên gia về văn học Trung Quốc làm một cái đề tài nghiên cứu về Diêm Liên Khoa, đề tài cấp bộ á, thì chị ấy nói với tôi rằng thôi thôi thầy đừng đọc, ông đã không viết tàn nhẫn lắm, xin lỗi chứ tàn nhẫn trong một cái. Mà thú thật là tôi nghĩ rằng là nếu mà tôi đọc như thế thì có khi tôi cũng bị trầm cảm giống như con giáo sư mà đọc Hồng Lâu Mộng. Những điều ông nói chỉ trong vòng 30 phút hơn tí, đối với tôi có đặt ra rất nhiều cái suy nghĩ. Và tôi thấy rằng là những cái người viết văn về nông thôn ở Việt Nam, cái chữ thôn trang của ông anh Lâm Điền hỏi rất là hay, tôi nghĩ có lẽ cũng tương đương một xã của mình, mà xã của mình cũng có những xã lên thị trấn thì có lẽ so sánh như thế. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là không biết sự phơi bày những cái ác, cái xấu như thế nó có giúp ích được gì chúng ta hôm nay không. Tôi có đọc cái bài ông nói về chủ đề cái ác cái xấu ở Đại học Sư phạm Hà Nội và tôi rất rất băn khoăn về điều này. Ở nước chúng tôi vào những năm 80 đó, người ta tranh cãi nhau có nên viết về cái ác cái xấu hay không, viết như thế thì có vi phạm gì về đường lối hiện thực sâu chủ nghĩa hay không, vân vân. Bây giờ thì cái đó ổn rồi, bây giờ thì cái đó người ta có thể là thống nhất rồi, không có cái gì mà ngăn cản ở đây hết. Chúng ta có thể viết về cái xấu cái ác, đó không phải là một thứ tabu cấm kỵ. Nhưng cái điều đến lúc bây giờ tôi cảm thấy như là chúng ta đang bội thực đó, mà chúng ta đã gặp quá nhiều trong cuộc đời rồi, tôi là gặp trong văn học nữa. Tôi xin hỏi ông mấy câu thế này, ông có thể trả lời ngắn thôi. Câu thứ nhất là ông hiện nay ông đang ở lâu nhất là ở thường xuyên ở đâu? Ông ở Bắc Kinh hay là ở nông thôn? Và vì ông là một sĩ quan cấp cao viết văn và viết về những cái chủ đề hết sức là nhạy cảm như thế thì ông có gặp khó khăn gì không? Cái câu thứ hai là ông nói rằng cái người nông thôn hiện nay họ không đọc văn học mấy, nhất là văn học viết về đời sống của họ. Nhưng mà không biết tác phẩm của ông nó lan truyền ra trên đất nước Trung Hoa hiện nay như thế nào, nó có sự hỗ trợ của điện ảnh hay không. Ở Việt Nam chúng tôi có một cuốn tiểu thuyết cũng gần với cái chủ đề của ông đó, là cuốn Mảnh Đất Lắm Người Nhiều Ma. Thì ở cái làng đó người ta viết về họ mà họ không biết có cuốn này. Nhưng mà đến khi chiếu trên truyền hình á, chiếu trên TV á, thì chiều nào người ta đi làm đồng người ta cũng phải về sớm để xem cái đó. Không biết là điện ảnh nó có giúp hay không. Và xin hỏi thêm là nếu ông có thể tiết lộ được là hiện nay chia ra cao nhất của một cuốn tiểu thuyết của ông là bao nhiêu? Cái số lượng in ấy. Có số lượng in của tiểu thuyết của ông, cuốn cao nhất là bao nhiêu? Để xem so với số dân Trung Quốc như thế nào.
Cuối cùng là một câu hỏi cũng hơi nhạy cảm một tí, nhưng mà tôi nghĩ đây là buổi sinh hoạt khoa học nên cho phép tôi hỏi thôi. Có thể nó không có chính xác lắm. Với tư cách là tác giả đó, ông có thể nói gì hay không về mối quan hệ giữa cái Đinh Trang Mộng của ông và Trung Hoa Mộng mà người ta đang quảng bá hiện nay? Xin cảm ơn. Thầy đưa ra rất là nhiều câu hỏi nên là tôi xin được phép nói một cách đơn giản, trả lời một cách đơn giản. Vậy thì cái điều mà thầy suy ngẫm về cái vấn đề là tiểu thuyết của tôi viết về quá nhiều bóng tối và cái sự tàn nhẫn. 我想中国也有非常非常多的作家在写光明。 那应该有一个两个作家在写黑暗。 Vậy thì tại Trung Quốc có rất là nhiều người đang viết về những cái vấn đề sáng lạ của đất nước, thì cũng nên có một vài người viết về bóng tối. 更重要的一个问题，当我们看到黑暗的时候，我们就会非常珍惜光明的存在。 Vậy khi mà chúng ta nhìn thấy điều đen tối thì cái điều giúp cho chúng ta là chúng ta sẽ trân trọng hơn ánh sáng. 我们看到人的罪恶的时候，我们会对那一点点的爱更加珍惜。 Chúng ta nhìn thấy tội ác thì chúng ta biết quý trọng hơn cái tình yêu có giữa người với người. 我想我不是一味的写黑暗，而是写黑暗中的那一点点的光明。 Nhưng mà tôi cũng không phải là chỉ tập trung nói về bóng tối, mà tôi viết về cái ánh sáng lẻ loi trong cái bóng tối đó. 这也包括丁张梦，我们去理解的时候，你会看到那中间那些理想的光明的存在。 Vậy thì ngay cả trong Đinh Trang Mộng chúng ta vẫn nhìn thấy được một cái chút lẻ loi của ánh sáng tồn tại trong đó. 我们看到丁张梦中间非常多的罪恶，但我们看到里边那个老爷爷的形象，他充满着爱。 Trong Đinh Trang Mộng chúng ta nhìn thấy quá nhiều tội ác, nhưng mà cái hình ảnh ông già họ Đinh thì lại chính là tượng trưng cho tình yêu ở trong đó. 我想这个包括丁庄梦，包括将要出版的四书，大家都会非常清晰的看到我对黑暗、对罪恶的理解，对爱、对光明的理解。 Vậy nếu như thầy đọc nhiều tác phẩm của tôi và những cái tác phẩm sắp xuất bản nữa thì thầy sẽ hiểu hơn về bóng tối cũng như ánh sáng trong tác phẩm của tôi. 第二个要说的就是我现在在北京住的多一点。 Vấn đề tiếp theo tôi xin trả lời thầy là ngày nay thì tôi sống ở Bắc Kinh nhiều hơn. 但因为工作，因为教书的需要，我有半年在北京，有半年在香港。 Nhưng mà vì công việc cho nên là có nửa năm tôi ở Bắc Kinh, còn nửa năm thì tôi ở Hồng Kông. 但是每年都要有三次、四次要回到我的老家去。 Nhưng mà mỗi năm thì tôi đều về thôn trang của tôi 3-4 lần. 因为我的母亲、姐姐、哥哥、嫂子、孩子们都在。 那边生活. Bởi vì mẹ tôi, anh chị tôi, các cháu của tôi đều sống ở đó. Cái câu thứ ba là gì? Thầy quên mất rồi. Số lượng là em thấy câu số 5, số 6 là thầy. Câu số 3 của thầy em quên mất là cái gì? Nín tay chuyên tôi để nghe. 我想军队，我也写了非常多的关于军队的军事小说。当然，我看到包宁的小说以后，我觉得我真的不如他写的好。 Vậy thì trong quân đội có rất là nhiều nhà văn viết văn và tôi không có viết được bằng họ đâu. 当然，我想军队军事的题材是一个非常敏感的。我第一本的禁书，第一次的。 Nhưng mà bởi vì tôi trong quân đội cho nên là có những vấn đề tôi viết quá nhạy cảm và sách của tôi bị cấm xuất bản. Tôi想, 当然这是一个敏感的话题，我必须要讲清楚.
一个作家写作自由的重要性。但是我也要说明一本。Nhưng mà tôi cũng phải nói là nếu như mà một sách bị cấm thì cũng không nhất định đó là một cuốn sách hay. À, vậy thì một cái cuốn sách hay không hay không liên quan gì đến việc nó bị cấm hay là không bị cấm. Chính tuệ thầy.关于拍电影，我想当然那是一个今天看到的电影，包括我们说的《丁庄梦》和《追爱》，电影已经是一个纯粹的爱情故事了。关于人的那种困境，人的那种灾难，已经在电影中非常少了。啊，dạ thì Đinh Trang Mộng cũng đã được chuyển thành phim, dạ. Và phim đó thì nói về tình yêu nhiều hơn và giảm đi rất là nhiều cái ác ở trong tác phẩm.我想我的小说其实大多是无法拍电影，至少在中国无法拍电影吧。Tôi nghĩ là tiểu thuyết của tôi ở Trung Quốc thì không thể được dựng thành phim nếu như mà giữ nguyên vẹn những gì mà tôi nói. 因为电影要经过一个更严格的审查的过程。Bởi vì cái việc kiểm duyệt điện ảnh nó còn khó khăn hơn là kiểm duyệt sách. 更重要是他们会觉得阎连哥的小说那么的荒诞，那么的复杂，也无法拍电影。Hơn nữa là sách của tôi phức tạp như vậy và có quá nhiều vấn đề như vậy thì cũng không thể nào dựng thành phim được. Tôi không hy vọng tôi đọc sách của tôi ở Trung Quốc đều có thể phim điện ảnh. Nếu có thể phim điện ảnh, tôi nghĩ tôi đọc sách của tôi là thất bại vì nó quá đơn giản. Tôi không mong muốn là sách của tôi được dựng thành phim bởi vì nếu như sách của tôi được dựng thành phim thì điều đó chứng tỏ là sách của tôi quá đơn giản. Như trong Đinh Trang Mộng, chúng ta thấy là một câu chuyện rất là đẹp, một câu chuyện tình yêu. Nhưng tiểu thuyết phải phức tạp hơn rất nhiều.Giống như là Đinh Trang Mộng khi mà được dựng thành phim thì cái tựa đề phim là tối ái là yêu nhất, tức là chỉ có cái tình yêu trong đó mà thôi, còn những thứ khác thì đã bị lược mất rồi. À, tôi muốn, tôi có một bản sách bán được tốt nhất là không phải là tiểu thuyết, là sản văn, là Tôi và Phụ Bội. Lần đó tôi nghĩ là tất cả các tác phẩm trong đó không có một tiếng phê bình nào, mọi người đều nói tốt. Có thể每年都会印五次六次，大概有一百多万册吧。好多年了，十年了。是散文对。vậy thì tiểu thuyết của tôi thì có lẽ là bán không được nhiều bản lắm, nhưng mà cái sách mà bán được nhiều bản nhất của tôi là tản văn, có nghĩa là tôi và những cái thế hệ trước của tôi.Thì cái cuốn sách này vì là tản văn mà nó cũng không có vấn đề gì lắm cho nên là nó được bán rất là tốt ở Trung Quốc cả 10 năm nay. Và cái số lượng sách thì đã lên đến hàng triệu bản. Tôi nghĩ Trung Quốc tác giả ở đây có thể là một người tác giả của Việt Nam hơn một chút, bởi vì nó là một dân khẩu đa quốc. Dù là một bản không đẹp, cũng có thể bán được nhiều.Vì Trung Quốc là một cái nước có số lượng xuất bản khá lớn, cho nên là cho dù là một cái cuốn sách không hay lắm thì nó cũng sẽ có số lượng xuất bản lớn. Tôi nghĩ rằng, thực ra, đối với một tác giả, sách bán được bao nhiêu, chắc chắn là điều rất là vui mừng. Nhưng quan trọng hơn là, bạn có thể thực sự thể hiện được nội tâm của mình thế nào trong cuốn sách không? Tôi nghĩ là đối với một tác giả mà nói sách của mình bán chạy thì tất nhiên là một niềm vui, nhưng mà quan trọng hơn nữa thì làm sao để cuốn sách đó có thể biểu...tỏ bày được cái nội tâm của chính tác giả. Tôi nghĩ chúng ta đều là vì trái tim của mình mà viết, chứ không phải là vì một số độc giả mà viết. Tôi viết văn là vì nội tâm của chính mình, chứ tôi viết văn không phải vì độc giả. Vâng, xin cảm ơn những cái câu hỏi rất là thú vị của thầy. Đinh Trang Mộng. Đinh Trang Mộng là hai.当我们写丁庄梦的时候，中国梦三个字还没有出现的。丁庄梦是在2012年的写作，那时候中国人还不知道中国梦是什么意思的。丁庄梦远早于中国梦，没有什么任何的关系。
Vậy thì khi mà tôi viết Đinh Trang Mộng thì lúc đó là khá sớm ạ. Cho nên là lúc đó thậm chí là chưa có xuất hiện cái cụm từ là Trung Quốc Mộng. Đó. Cho nên là hai cái vấn đề đó nó hoàn toàn không có liên quan đến nhau. À, dạ, xin chào nhà văn ạ. À, và chào chị, nhờ chị dịch giúp em hai câu hỏi gửi tới nhà văn Dương Liên Khoa. Là câu hỏi thứ nhất là trừ Cao Hành Kiện ra thì Trung Quốc đã có nhà văn Mạc Ngôn được giải Nobel rồi, thì với tư cách là một nhà văn của Trung Quốc thì nhà văn Diêu Lương Khoa cảm giác như nào, có tự hào không, và ông có theo đuổi cái ước mơ được giải Nobel không? Thứ hai là câu hỏi thứ hai là tại vì Trung Quốc là một đất nước mà tôn sùng cái chủ nghĩa ái quốc á, thì trong các tác phẩm của nhà văn Diêu Lương Khoa thì lại cái sự phê phán nó rất là trực diện về những cái thói hư tật xấu của người Trung Quốc, và kể cả cái từng lớp trí thức hay là nông thôn á, thì với cái việc viết như thế thì ở Trung Quốc ông có bị giống như là bị ghé hay có cái sự chỉ trích gì với ông hay là tác phẩm của ông không?我想首先讲一点，我们要为高兴建，要为莫言，要为日本的川端康成，要为日本的大江健三郎，也包括印度的泰戈尔等等，我们这些亚洲的获奖作家感到高兴，它都是我们伟大的亚洲文学的一部分。Vậy thì không chỉ là tôi tự hào về Cao Hành Kiện và Mạc Ngôn, mà tôi tự hào về tất cả những cái tác giả châu Á từng được giải Nobel, bởi vì chúng ta đều là người châu Á. Tôi muốn là chúng ta có một cái sự hiểu biết chung chung về văn học châu Á. Chúng ta nên hiểu một cách sâu sắc về cái nền văn học châu Á của chúng ta. Tôi muốn là chúng ta có một cái sự hiểu biết chung chung về văn học châu Á của chúng ta. Tôi muốn là chúng ta có một cái sự hiểu biết chung chung非常非常喜欢他拍出来一些能够让我们更深刻的了解越南人的生活，越南人的美，那些电影，那因为我们认为那不仅是越南的，也不仅是欧洲的，那主要是也是我们中国的一部分，是我们亚洲的一部分。Tôi không biết là ở Việt Nam thì Trần Anh Hùng nổi tiếng đến mức độ nào, nhưng mà tại Trung Quốc thì mọi người rất là thích xem phim của Trần Anh Hùng, bởi vì nó có thể đem lại một cái nhìn rất là chân thực, rất là đẹp về Việt Nam, và chúng tôi rất là trân trọng điều đó. Chúng tôi cũng rất là muốn tiếp xúc với nhiều hơn về những cái tác phẩm văn hóa và văn học của Việt Nam cũng như là các nước châu Á khác. Từng kinh tại, 应该是九年十年之前。我的那个小说四书第一次在法国的费米纳文学奖入围，到最后在最后三个里边要选一个，我们那个出版社后来告诉我说，你非常非常不幸运，那个奖留给了一个越南的，在越南在法国的作家拿走了。我说其实非常幸运，那越南的作家也是我们亚洲的作家。Vậy thì cái tác phẩm Tứ Thư của tôi có lần là được lọt vào trong một cái giải thưởng. Phê Mi Na Văn Xuyết Giảng, Pháp Quốc đó, Phê Mi Na. Cái giải thưởng Phê Mi Na của Pháp và đã lọt vào trong cái vòng trong cùng rồi, và chọn một trong ba tác phẩm. Thì cái tác phẩm Tứ Thư của tôi không được chọn, mà mọi người nói là đã chọn một cái tác phẩm của Việt Nam. Thì tôi nói là tôi cũng rất là vui mừng vì điều đó, bởi vì Việt Nam cũng là châu Á của chúng ta. 四年前四书在不可奖励的时候，所有的全世界都认为这个不可奖一定是只会给四书这部小说，但后来给了韩国的女作家，大家问我感受，我说非常好，只要给亚洲都是非常高兴的。vậy thì cái cuốn Tứ Thư đó cũng một lần nữa lại bị lọt giải vào tay của một tác giả Hàn Quốc khác, và lúc đó thì mọi người hỏi là tôi cảm thấy thế nào, thì tôi cũng cảm thấy rất là vui mừng, vì đó cũng là một tác giả châu Á. 我也非常希望有一天越南作家能够像莫言那样，能够像高兴建那样，像泰戈尔和这大江健三郎、川端康成那样，
拿到每一个奖项。Tôi cũng hy vọng là một ngày nào đó thì các nhà văn Việt Nam cũng giống như là các nhà văn của Nhật Bản, Ấn Độ có thể đạt giải Nobel. 但我相信每一个作家写作，他的直接目的一定不是为这个诺贝尔奖去写作。Nhưng mà đã là nhà văn khi mà sáng tác thì họ đều không phải có mục đích là đạt giải Nobel. 他都是为了写出自己内心那种最伟大的文学。Họ đều là muốn thể hiện cái văn học nội tâm của chính mình. 关于爱国主义，关于爱国主义，我想是种种的原因，今天的爱国主义在中国非常非常的盛行和强大。vậy thì ngày nay cái chủ nghĩa ái quốc tại Trung Quốc thì vô cùng là lớn mạnh. 我们一定要相信，所有的爱国主义都没有和平主义更伟大。Nhưng mà tất nhiên là chủ nghĩa ái quốc thì không thể vĩ đại bằng chủ nghĩa hòa bình. 和平主义是人类最重要的，并不是爱国主义是更好的东西。Vậy thì chủ nghĩa hòa bình mới là cái thứ quan trọng nhất chứ không phải là chủ nghĩa ái quốc. 当然，我的小说在中国会有的时候出版没有那么顺利，但是有一点，我经常说，你只要让我写作，我已经非常幸运了。我并不在意出版多少、卖多少，只要我能够自由写作，这是我人生最大的幸运。Tất nhiên là vì những cái điều tôi viết rất là nhạy cảm, cho nên là sách của tôi đã từng bị cấm, đã từng gặp rất là nhiều trắc trở. Nhưng mà tôi vẫn còn cảm thấy là mình rất may mắn bởi vì tôi vẫn còn được viết. 我不太在意很多人骂我或者批判我或者歌颂我，这对我都不重要。Tôi không quan tâm lắm đến cái việc là người ta tán dương tôi hay là mắng tôi hay là thờ ơ với sách của tôi hay là bất kỳ những cái cảm xúc nào đối với tôi đều không quan trọng. 因为我已经六十岁了，我非常重要的是希望。我能自由地表达我那些想我的内心世界，能把我最想写的小说写出来，这是比任何事情都重要。Bởi vì tôi đã 60 tuổi rồi, cho nên cái điều mà tôi hướng đến bây giờ là làm sao để có thể viết ra được cái thế giới nội tâm của chính mình, và đó là điều quan trọng nhất chứ không phải là bất kỳ điều nào khác. 表扬我的人我非常感谢，但是批判的人我一点都不会抱怨。Tôi rất tất nhiên là rất là cảm ơn những cái người tán dương tôi, nhưng mà đồng thời tôi cũng không hề có một cái cảm xúc nào tiêu cực đối với những người mà ghét hoặc là phê bình tôi. Tôi 经常说，上帝留给我的写作时间越来越少。我最重要的事情是利用上帝留给我的写作时间，把我想写的小说写出来，这是最最最重要的。Bởi vì thời gian mà Thượng Đế dành cho tôi để viết văn có lẽ là không còn quá dài nữa, cho nên là tôi muốn dành cái thời gian này để tập trung vào việc viết văn, những thứ khác đều không quan trọng. Dạ, xin mời chị. Kính thưa nhà văn Diêm Liên Khoa, tôi không nói nhiều về cái sự thú vị của tôi và cái cảm xúc của tôi trong cái buổi nói chuyện của nhà văn nữa, về rất nhiều người đã nói rồi. Tôi chỉ muốn nói, tôi chỉ muốn hỏi nhà văn một vài câu. Thứ nhất đó là cái cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi đọc của nhà văn là cuốn Phong Nhãn Tụng, xuất bản năm 2010 tại Việt Nam. Và cho đến nay nữa thì đã có thêm 4 cuốn sách nữa được xuất bản. Đó là Người Tình Phu Nhân Sư Trưởng, Tinh Trăng Mộng, Kiên Ngạch Như Thủy và Nàng Kim Liên ở trấn Tây Môn. Và tôi cảm thấy là số lượng này, số lượng xuất bản của nhà văn, số lượng xuất bản của tác phẩm này của nhà văn tại Việt Nam vẫn còn rất ít ỏi so với lại các số lượng tác phẩm mà nhà văn đã sáng tác. Vì thế tôi muốn hỏi một câu là sắp tới thì không biết là nhà văn có thể cho biết là một tác phẩm nào của nhà văn sẽ in tại Việt Nam. Và thứ hai nữa thì phạm vi sáng tác của nhà văn rất rộng. Tôi thấy là nhà văn viết tiểu thuyết, truyện ngắn, tản văn và sách về đối thoại về văn học.
Thì xin nhà văn cho biết là trong số những tác phẩm nhà văn đã sáng tác, nhà văn cảm thấy hài lòng nhất về tác phẩm nào? Hay là có thể là tác phẩm hài lòng nhất là còn nhà văn còn đang chưa viết, còn ở tương lai?我想当然非常感谢远南的出版社和读者已经有五部的作品出现，但是前天和阮思明商博士在见到出版社的时候，他说到他们想下一步一下子买过来五部作品出版，那我告诉他说你买五部也好，五十部也好，都不重要，最重要的是他想出版。 我的一部文理论作品完全不挣钱的叫发现小说。 Vậy thì tôi đã xuất bản ở Việt Nam được 5 cuốn và vừa rồi thì tôi cùng với tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hương có đi gặp nhà xuất bản và kế hoạch là nhà xuất bản muốn mua thêm 5 cuốn nữa để xuất bản. Tôi đã nói là cho dù 5 cuốn hay là 50 cuốn thì cũng không quan trọng, mà tôi hy vọng là có thể xuất bản một cái cuốn về lý luận, đó là Phát hiện tiểu thuyết. 那我想其实我现在最希望出版的并不是说还有哪些好小说可以让读者接受或者让在越南卖多少钱，而是非常渴望出版那一本应该不会让出版社挣钱的发现小说那个理论作品。 Vậy thì cái việc xuất bản bao nhiêu và kiếm được bao nhiêu tiền đối với tôi không quan trọng, mà tôi hy vọng là có thể được xuất bản một cái cuốn mà chắc chắn là khiến nhà xuất bản sẽ không có kiếm được tiền đâu. Đó chính là cái cuốn sách về lý luận văn học và phát hiện tiểu thuyết. Tôi cho rằng phản sự năng cầu xuất hiện, xuất bản phát hiện tiểu thuyết, 这样的出版社 tôi đều 特别尊敬, 完全为了挣钱的时候我就没有那么尊敬. Vậy thì nếu như nhà xuất bản nào muốn xuất bản cái cuốn Phát hiện tiểu thuyết của tôi thì tôi rất là tôn kính nhà xuất bản đó, còn ngoài ra thì tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi想最满意的作品，因为我想，其实大家读的多的时候会发现，我的写作有不断的在变化，每一阶段的我满意的作品都不太一样。 Vậy trong quá trình sáng tác của tôi ấy, thì nó có nhiều giai đoạn và nó không ngừng biến đổi, cho nên là mỗi giai đoạn thì cái tác phẩm khiến cho tôi hài lòng nó đều không giống nhau. Ví dụ, 早期的, 日光流年, 坚硬入水受火, chẳng hạn như là cái thời kỳ mà ban đầu của tôi ấy, thì có tác phẩm Rư Quang Lưu Niên, Kiên Ngạnh Như Thủy, Thụ Hoạt. 当然之后的丁庄梦，我想我花了非常大的功夫，那些是写作非常辛苦的一件事情。 Sau đó thì có Đinh Trang Mộng, là tôi đã dốc rất là nhiều công sức và viết một cách hết sức là gian khó. 包括炸裂子, 四书和日期这些作品。 Bao gồm là Trác Liệt Ký, Nhật Xuất. Những cái tác phẩm này thì đều chưa được xuất bản ở Việt Nam. 我想最新写的作品其实是一个，我可能不知道能不能你们能都读到，不能中国读者一定读不到，它是一个宗教的题材。 Vậy thì có những tác phẩm mà độc giả Trung Quốc cũng không được đọc, mà tôi cũng không biết là độc giả Việt Nam có được đọc không, bởi nó có liên quan đến vấn đề tôn giáo. 我想这个故事，这个一定是中国读者是读不到的，但我也不知道越南能不能读到。 这样一个作品，我想对我来说，因为年龄大了，对宗教的问题想的越来越多。 Bởi vì tôi cũng đã già rồi, cho nên là tôi càng ngày càng ngẫm nghĩ nhiều hơn về vấn đề tôn giáo. 我经常讲一个问题，我们不是那个有信仰的人，但我们一定感受到了，因为我们不相信宗教，因为没有信仰，给我们内心带来的那些不安和焦虑。 Bởi vì người Trung Quốc không có tín ngưỡng, cho nên là thường là cái vấn đề không có tín ngưỡng đó khiến cho chúng tôi cảm thấy càng ngày càng lo lắng và có nhiều trăn trở trong cuộc sống. 我们写不出那些伟大的神圣的宗教故事，但我想包括越南作家、中国作家，但我们一定能写出，因为我们对宗教的怀疑，导致我们内心的焦虑和不安这些东西来。
Tôi nghĩ là một tác giả Trung Quốc rất là khó viết được một tác phẩm vĩ đại về tôn giáo, nhưng mà tác giả Trung Quốc cũng như là Việt Nam thì nhất định là có thể viết được những cái tác phẩm nói về việc hoài nghi tôn giáo đã dẫn đến chúng ta đã trăn trở như thế nào trong cuộc sống. Cái tác phẩm này của tôi vừa mới viết xong và đang sửa chữa. Dạ, mời thầy. Được rồi. Kính thưa nhà văn Diêm Liên Khoa, tôi công tác ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Vừa rồi nghe nhà văn đến Sư phạm Hà Nội nói chuyện, tôi đã thực sự vô cùng tiếc và nghĩ rằng là mình đã không được nghe nhà văn nói chuyện ở đó. Cho nên lời đầu tiên tôi rất cảm ơn khoa ngữ văn trường Đại học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cái cuộc gặp gỡ hôm nay để tôi có dịp được nghe nhà văn nói một câu chuyện thực sự là tuyệt vời. Sau khi cảm ơn khoa ngữ văn Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, tôi cảm ơn nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã sản sinh ra một nhà văn Diêm Liên Khoa để chúng tôi được đọc những trang thật tuyệt vời của ông. Tôi chỉ có hai câu hỏi nhỏ thế này ạ. Câu hỏi thứ nhất là thế này ạ. Ông nói chuyện về cái thôn trang ở Trung Hoa. Cái thôn trang của ông cũng là cái nước Trung Hoa và cũng là vấn đề của thế giới. Tôi muốn hỏi vấn đề thôn trang liệu có phải là vấn đề của thế giới hay ông có nghĩ rằng đó chỉ là vấn đề của hậu xã hội chủ nghĩa không? Tôi hiểu các nước xã hội chủ nghĩa trước ấy chủ yếu là các cái nước nông nghiệp phát triển hơn, là công nghiệp, khác với ở châu Âu, khác với ở châu Âu. Cho nên là khi năm 1991 ấy, thì ta biết là Liên Xô sụp đổ, người ta thấy mở ra một cái thời kỳ mà người ta gọi là mặc dù Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Cuba vẫn xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhưng mà trong ý thức phân đoạn, phân xử của tôi đấy, thì tôi vẫn cứ gọi đó là hậu xã hội chủ nghĩa. Vậy thì chuyện thôn trang là chuyện của nhân loại hay chỉ là chuyện của hậu xã hội chủ nghĩa thôi? Câu hỏi. Vâng. Tức là vấn đề này là vấn đề của phương Đông hay của phương Tây? Thứ hai nữa là trong khi ông nói chuyện thì ông nói chuyện vấn đề của thôn trang là vấn đề của Trung Quốc cũng đồng thời là vấn đề của nhân loại. Tức là ông nhấn mạnh về cái nội dung mà ông viết ở trong những cuốn tiểu thuyết của ông. Nhưng đọc những tác phẩm của ông á, thì đặc biệt là cái bài giới thiệu về nhà văn Bảo Ninh, thì tôi thấy ông rất quan tâm đến cách viết. Chính tiểu thuyết nó nằm ở cách viết nhiều hơn là ở nội dung viết. Và cái đoạn cuối của bài ông viết về Bảo Ninh đó, ông dừng lại rất lâu nói về cái yếu tố trữ tình trong sáng tác của Bảo Ninh. Ông nói rất lâu, ông nói rất khéo. Thế nhưng mà tôi đọc được ở những câu chữ đó rằng là yếu tố trữ tình làm cho tác phẩm của Bảo Ninh gắn với cổ xưa nhiều hơn là gắn với những cách tân của tiểu thuyết hiện đại. Cái yếu tố trữ tình đó thì nó gắn với lại cái truyền thống, tức là nó cũ hơn là gắn với những cái yếu tố hiện đại của tiểu thuyết. Vậy thì theo ông, và đặc biệt là khi đọc văn của ông, thì tôi thấy cái phong cách của ông khác hẳn phong cách của Bảo Ninh. Một đằng thì trữ tình là chính chủ đạo, mà đằng parody, diễu nhại là chủ đạo. Vậy thì theo ông, cái xu hướng vận động của văn xuôi hiện đại và tiểu thuyết hiện đại nó sẽ đi theo hướng nào?
liệu cái hướng trữ tình hóa tác phẩm tự sự, tác phẩm văn xuôi đó, nó có tương lai không? Và cái hướng phát triển theo hướng parody, diễu nhại đó, thì nó có tương lai như thế nào ở trong cái văn học của Trung Quốc và của nhân loại nói chung? Sẽ là câu hỏi của tôi thế ạ. Tôi rất là cảm ơn những cái câu hỏi phức tạp và chuyên nghiệp của thầy. Tôi nghĩ thầy đã thực sự là một nghiên cứu văn học vĩ đại, một giáo sư vĩ đại mới có thể thảo luận những vấn đề. Tôi nghĩ là quả thật là một giáo sư văn học vĩ đại thì mới có thể thảo luận cái vấn đề như thế này. Tôi nghĩ quan về hậu xã hội chủ nghĩa vấn đề. 你讨论这个问题，我想在胡志明市一定是更合适，这是一个更开放的地方。tôi nghĩ là thầy đến với chúng tôi ở thành phố Hồ Chí Minh này và nói về hậu xã hội chủ nghĩa thì thích hợp hơn là ở Hà Nội. 我想当然那个村庄是一个后社会主义的典型的村庄。tất nhiên là thôn trang của chúng tôi là một cái thôn trang hậu xã hội chủ nghĩa điển hình. 但我们能够能那个村庄从后社会主义看到人类的一些问题。nhưng mà trong cái thôn trang hậu xã hội chủ nghĩa đó thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái vấn đề của nhân loại. 比如我们整个人类的生存困境问题。chẳng hạn như cái cảnh sống khó khăn của con người trong xã hội. 在今年的春节，我带着我四岁的孙女回到那个村庄，希望呢，她从北京回去能看到牛、看到马、看到狗、看到那些家禽。我带着我的孙女回去的，到那个村庄，结果什么都没有看到。khi mà tôi đưa cháu gái của tôi về lại thôn trang ấy, hy vọng là muốn nhìn thấy được những cái cảnh sắc thôn quê, xem bò, xem ruộng đồng, nhưng mà thực ra là chẳng có nhìn thấy cái gì hết. 我想具体一点讲，当一个乡村没有牛、没有马、没有狗、没有鸡叫的声音的时候，我们的人类的末日也许就将要到来了。Tôi nghĩ là khi mà một thôn trang không còn có tiếng bò, tiếng ngựa, tiếng gà, những cái âm thanh quen thuộc đó của cuộc sống nữa, thì có lẽ là cái ngày cuối tận thế của nhân loại cũng đã bắt đầu gần đến rồi đó. 我想说，我也特别希望越南富裕，像中国那样富裕，像美国那样富裕，但是一定要把鸟叫的声音留在天空，把狗、牛、马散步的地方留在我们的村庄或者村头。Tôi rất là hy vọng Trung Quốc được giàu có, cũng như là tôi rất hy vọng Việt Nam được phát triển giàu mạnh. Nhưng mà chúng ta giàu có đến đâu thì chúng ta vẫn phải lưu lại cái âm thanh của chim chóc trên bầu trời, cũng như là âm thanh của chó, của gà, của ngựa, của bò trong cái cuộc sống thường nhật của nông trang. 所以我想我们从那个村庄看到后社会主义，其实能看到很多人类的问题，包括人性的问题。Cho nên là trong thôn trang chúng ta nhìn thấy được vấn đề của hậu xã hội chủ nghĩa, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng đã nhìn thấy vấn đề của nhân loại ở trong đó. 关于作品的内容和形式问题，因为实践其实平心而论，我更在意的是讲故事的方法，是小说的形式。về vấn đề thầy nói giữa nội dung và cái cách viết thì tôi đúng là vẫn quan tâm đến cái vấn đề hình thức viết hơn. 那对我经常说。对我来说，写作灵感不是我要讲什么故事，而是用什么方法去讲故事。
đối với tôi thì không phải là chúng ta nói câu chuyện gì mà chúng ta viết cái điều đó như thế nào, dùng hình thức như thế nào để viết. Nếu chúng ta có thể thấy Giang Nhung Ru Sui, thấy Đinh Trang Mộng, thấy Sư Sư, thấy Sâu Hoa, Rí Quang Liu Nian, đồng đồng của tôi một loạt trang miên, bạn sẽ phát hiện tại những cái tiểu thuyết trong đó, mỗi một bộ tiểu thuyết của ngữ và kể chuyện của phương pháp đều là khác nhau. Khi mà thầy đọc những cái tác phẩm của tôi từ Đinh Trang Mộng cho đến Thụ Hoạt cho đến Nhật Quang Lưu Niên, từng tác phẩm một thì thầy sẽ thấy là cách viết của tôi trong mỗi tác phẩm đều khác nhau. Tôi, tại sao tôi nói như vậy? Là vì tôi nói 再也没有一个国家能够像中国这样给作家提供那么多荒诞的、复杂的、深刻的故事。Tôi nghĩ là trên thế giới ngày nay có lẽ là cũng không thể có cái quốc gia nào giống như là Trung Quốc có thể cung cấp cho nhà văn được một cái tư liệu sống vừa hoang đường, vừa phức tạp, vừa có rất là nhiều nội dung như Trung Quốc hiện đại. 因为生活本身已经帮助你构思好了最好的故事。那你作家的唯一的任务就是寻找最好的讲故事的方法。Vậy thì bản thân cuộc sống đã cung cấp một cái nội dung rất là thú vị, rất là phức tạp cho tác phẩm rồi, và nhà văn chỉ cần chọn một cái phương pháp thích hợp, một cái hình thức thích hợp để kể lại những câu chuyện đó mà thôi. 关于后边的写作问题，我想其实我非常渴望有一天写出一部完全不是小说的小说。Về cái vấn đề phát triển của văn học sau này thì tôi thực ra rất là hy vọng muốn được viết những cái tác phẩm không phải tiểu thuyết. Có nghĩa là tôi muốn viết một loại tiểu thuyết mà không giống với tiểu thuyết, bởi vì tôi rất ghét những cái loại tiểu thuyết quá giống với tiểu thuyết. 但是我作为读者，我也特别喜欢读那些特别像小说的小说。喜欢阅读这种东西。Mà tôi lại rất là thích đọc những cái cuốn tiểu thuyết giống như tiểu thuyết. Nhưng mà tôi sẽ không viết những quyển tiểu thuyết giống tiểu thuyết đâu. Tôi sẽ không viết những quyển tiểu thuyết giống tiểu thuyết đâu. Tôi hy vọng tiểu thuyết đối với tôi là có tính phá hoại lớn, đó là tôi thích nhất. Vậy thì những cái cuốn tiểu thuyết có tính phá hoại, vậy thì những cái cuốn tiểu thuyết có tính phá hoại, những cái tác phẩm mang cái tính phá hoại, phá cách thì tôi rất là thích. Tôi thích bảo những cái tiểu thuyết chính là vì tôi không có khả năng viết những cái đó. Thực ra cái việc mà tôi thích tác phẩm của Bảo Ninh là bởi vì tôi không có khả năng viết được như vậy. Ví dụ Bảo Ninh 小说中间的抒情，那是我们东方文化传统中最重要的一个部分。Cái cách viết trữ tình của Bảo Ninh đó là một trong những cái yếu tố cốt lõi trong cái văn học truyền thống của phương Đông của chúng ta. 我非常喜欢阅读，我也特别赞赏，有作家这样写作。Tôi rất là thích đọc những cái tác phẩm như vậy và tôi cũng rất là tán thành việc tác giả viết theo phong cách như vậy. Nhưng tôi khao khát, tôi 刚才讲的，我要写那些具有破坏性的，不是小说的小说。Nhưng mà bản thân tôi thì tôi muốn có những cái tác phẩm mang cái tính tự nó phá ra bên ngoài nhiều hơn và tôi muốn thử nghiệm những cái mới mẻ hơn. Văn học là đa dạng đa dạng, phải 允许各种各样的文学存在。Vậy thì bởi vì văn học rất là phong phú và muôn hình vạn trạng. Chỉ biết chúng ta dùng cách truyền thống nhất cũng có thể viết ra tác phẩm vĩ đại nhất. Ngày nay chúng ta dùng cái phương pháp truyền thống nhất thì chúng ta vẫn có thể viết ra được tác phẩm vĩ đại nhất. Nhưng mà dùng cách hiện đại cũng có thể viết ra tác phẩm vĩ đại nhất. Ngày nay mà nếu dùng những cái phương pháp hiện đại nhất thì cũng có thể viết ra được những tác phẩm vĩ đại nhất. Tổng kết, bạn tìm ra cách viết phù hợp với cách viết của bạn, kể ra câu chuyện cá nhân của bạn, như vậy là đủ rồi. Vậy thì một tác gia tìm được cái phương pháp thích hợp với mình nhất và nói được một cái câu chuyện mang tính cá nhân nhất, cá nhân hóa nhất thì đó chính là cái cách viết mà chúng ta nên theo đuổi. Dạ, xin cảm ơn thầy. Dạ vì đã hết giờ, không biết là cô Tranh, dạ không biết là xin nắm bắt nắm tay ý cô Vân Thị. Kính thưa nhà văn, cho phép tôi bắt đầu bằng một ví dụ nhỏ trước khi đặt một cái câu hỏi. Là hồi nhỏ tôi có đọc một kỳ thư của Trung Quốc là Kim Bình Mai,
mà qua bản dịch tiếng Việt sau này tôi mới biết là đó là một nút chỉ bằng nửa thôi, tức là đã bị thanh lọc rồi. Sau này tôi có dịp đọc bản dịch tiếng Pháp của một nhà, của một người Pháp, người một nhà Trung Quốc học, thì phải kể cả chú thích đó lên tới 2000 trang, thì tôi nghĩ là bản dịch đầy đủ nhất. Vừa rồi thì tôi nghe nhà văn nói là nhà văn có một số tác phẩm của mình không được xuất bản ở Trung Quốc. Sau đó tôi cũng nghe thêm nhà văn nói việc nhà văn quan tâm nhất là viết được những cái gì trong nội tâm của mình, những cái gì mà mình suy nghĩ, những gì mình ước vọng. Ví dụ vậy, thì từ hai cái câu nói của nhà văn đó tôi mới suy diễn ra. Ông đã không có sự chủ quyền, và ông đã có sự chủ quyền đó mà đã vượt qua nó. Như vậy câu hỏi chúng ta ra là làm sao nếu cái giải thích thứ nhất, cái chủ quyền thứ nhất của tôi là không có sự chủ quyền thì làm sao mà không có cái đó, và cái chủ quyền thứ hai là ông đã có sự chủ quyền rồi.谢谢这个问题。其实我特别害怕今天有人讨论这个问题，到底还是有人要说这个问题。xin cảm ơn vấn đề của thầy. Tôi rất là sợ hôm nay sẽ có người nói đến vấn đề này, nhưng mà cuối cùng đã có người nói đến. 我想其实我经常说，我们非常渴望一个社会进步到《金瓶梅》能够全部出版，让那些成年的读者每一个字都能读到。那个社会是我们渴望的社会。chúng ta tất nhiên là hy vọng xã hội có thể tiến bộ đến mức là có thể xuất bản được toàn bộ cái bộ Kim Bình Mai mà không cắt gọt một chữ nào. Nếu như mà một ngày nào đó chúng ta được sống trong một cái xã hội đó thì quả thật là cái xã hội mà chúng ta mộng tưởng. 来，我想一个社会害怕全本的《金瓶梅》出版，这个社会是没有那么健康的社会。对，một xã hội mà sợ Kim Bình Mai được xuất bản một cách toàn bộ đầy đủ thì thực ra cái xã hội đó là một cái xã hội không lành mạnh. 当然今天在中国大陆也是读不到全本的《金瓶梅》。tất nhiên là ngày nay ở Trung Quốc đại lục chúng ta cũng không thể nào đọc được nguyên bản của Kim Bình Mai. 我们只能到香港和台湾才能读到这些东西。chúng tôi phải đến Hồng Kông hoặc là Đài Loan thì mới đọc được toàn bộ Kim Bình Mai. 关于小说的审查或者自我审查，我的经历过分的丰富。về vấn đề kiểm duyệt tiểu thuyết cũng như là tự kiểm duyệt thì tôi quả thật là có kinh nghiệm rất là phong phú về vấn đề này. 我想我是从没有审查到自我审查，又到了超越自我审查这么一段过程，人生的过程。tôi quả thật là đã qua cái giai đoạn là không có tự kiểm duyệt cho đến tự mình kiểm duyệt rồi đến vượt qua được tự kiểm duyệt. 我想当然我说的日光流年瘦火坚硬如水那是没有审查自我审查写出来的作品。tất nhiên là các tác phẩm như là日光流年土缓và kiên ngạnh như thủy là những tác phẩm được viết mà không có tự mình kiểm duyệt. 到了我想大家看到的风雅颂其实那是自我审查之后的作品。còn phong nhã tụng thì đó là cái tác phẩm mà sau khi tôi đã thực hiện cái là tự kiểm duyệt. 这中间我想有很长一段时间我的写作是非常摇摆的，非常困惑的。vậy trong một cái khoảng thời gian rất dài thì cái việc viết của tôi nó rất là không kiên định bởi vì tôi luôn luôn là ở hai phía.
大家看到的精装猛，当然，今天看到翻译的，它是像完全的一个精装猛，但是它在中国出版的时候也被删掉了很多。Cái bản Đinh Trang Mộng mà được xuất bản ở Việt Nam thì là một cái bản đầy đủ, nhưng mà cái bản được xuất bản ở Trung Quốc thì đã bị cắt đi rất nhiều. Tôi rất cảm ơn Giáo sư Đoàn Sĩ Minh Sang Bác sĩ hoàn chỉnh đã dịch cho người Việt Nam đọc được. Tôi rất là cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hương đã giúp cho tôi phiên dịch cho độc giả của Việt Nam được đọc cái tác phẩm này. Nhưng khi tôi đến 50 tuổi, tôi đã từ từ hiểu rằng người khác có thể kiểm tra tôi, tôi chắc chắn không thể tự kiểm tra mình. Nhưng mà sau 50 tuổi thì tôi tự ngộ ra rằng người khác có thể kiểm duyệt tôi chứ tôi không thể tự kiểm duyệt chính mình. Tôi 管不了其他人的审查，但我一定能管得到我自己不审查我自己。Tôi không thể nào kiểm soát được cái việc kiểm soát của người khác, nhưng mà tôi có thể kiểm soát được cái việc không kiểm soát của chính mình. 但也必须说一点，因为我那个时候的生活也完全不需要有多少稿费来做，我在学校教书当教授，有比较高的收入，我的孩子已经结婚了，他们都生活得不错，那我就可以不考虑这些问题了。Bởi vì lúc bây giờ thì cuộc sống của tôi đã tương đối ổn định, tôi đã không còn cần tiền nhuận bút lắm nữa, bởi vì tôi cũng đã làm giáo sư ở trường đại học, đã có một số tiền nhất định, con cái tôi cũng đã trưởng thành kết hôn, và như vậy thì những cái gánh nặng về cuộc sống của tôi đã giảm bớt, nên tôi cũng không cần phải nghĩ quá nhiều nữa. 那当然，我今天我要比其他中国作家更幸运一点，我在北京有当教授，也在香港当教授，收入就有两份收入。Tôi may mắn hơn những người khác là tôi vừa có thể dạy học ở Bắc Kinh, vừa có thể dạy học ở Hồng Kông, cho nên tôi có hai cái phần thu nhập. Nhi có nhiều tác phẩm tại quốc ngoại phan y mại đã cũng tốt. Và cũng có rất nhiều tác phẩm của tôi được dịch ra tiếng nước ngoài và bán ở nước ngoài, cho nên là tôi cũng được một số nhận bút đáng kể. Tôi thường nói, tôi không cần phải bao biện mệnh vận, tôi hơn nhiều tác giả Trung Quốc may mắn hơn nhiều. Vậy cho nên là thực ra tôi không oán thán gì cả, bởi vì tôi cảm thấy tôi may mắn hơn rất nhiều tác giả khác ở Trung Quốc. 所以我就可以安心的想写什么就写什么，Cho nên là tôi có thể yên tâm muốn viết cái gì thì viết. 当然，大家越南的作家、年轻作家一定不要像我这样，生活是第一重要的。Nhưng mà tất nhiên là tôi không có cổ vũ các nhà văn Việt Nam làm giống như tôi, đặc biệt là các tác giả trẻ, bởi vì dù sao cuộc sống cũng là quan trọng hàng đầu. 当然，生命和活着是最更为重要的事情。Vì cuộc sống của chúng ta, cái việc mà chúng ta sống được là quan trọng nhất. 当这些问题解决的时候，我们再说只有写作的问题。Khi mà những cái vấn đề cơ bản của cuộc sống đã được giải quyết rồi, chúng ta không nói đến tự do viết lách. 但是我们会非常清楚地感受到。当一个作家写作完全不再去考虑出版问题的时候，那是你的写作最最自由的时候。Vậy thì khi một tác giả mà có thể viết mà không nghĩ đến chuyện xuất bản sách của mình thì lúc bây giờ mới đạt được cái tự do tuyệt đối về mặt sáng tác. 那我刚才讲到为什么你可以去写宗教故事，那是因为你可以不考虑出版问题了。Cho nên là tại sao tôi có thể viết được vấn đề tôn giáo là bởi vì tôi đã không nghĩ đến việc có thể xuất bản sách của tôi nữa. Vì thế, 我也特别感谢生活，感谢命运。给我这些东西来。Tôi cũng rất là cảm ơn số mệnh, cảm ơn cuộc đời này đã cho tôi những cái gì mà tôi đang có. 感谢那些我不需要为出版而去焦虑的那些命运吧。Vậy thì tôi cũng cảm ơn về việc là tôi có thể không được xuất bản. 谢谢谢谢，xin cảm ơn. Dạ, và như vậy là cái sự cuộc giao lưu của chúng ta là đã quá giờ. Dạ, kính thưa nhà văn, kính thưa cử tọa, buổi giao lưu của chúng ta bắt đầu đúng giờ, lúc 8:30, bây giờ là 10:40, tức là quá 10 phút. Vì chúng ta còn một số hoạt động khác nữa, cho nên là chúng tôi biết là có rất là nhiều những cử tọa ở đây muốn có những cái câu hỏi và muốn giao lưu. Nhưng mà thôi, chúng ta có lẽ là xin hẹn một dịp khác. Trước hết thì cũng cho chúng tôi được chia sẻ vài điều. Khi nghe tin là nhà văn Diêm Liên Khoa sang Việt Nam, và đầu tiên là chỉ định tổ chức ở Hà Nội, và sau đó sẽ vào Sài Gòn 1.5 ngày để đi chơi thôi ạ. Thì chúng tôi đã rất là háo hức và đã làm mọi cách có thể để có thể mời được nhà văn Diêm Liên Khoa đến nói chuyện ở trường chúng ta. Nên biết rằng là nhà văn đã từng nói chuyện ở những trường đại học lớn trên thế giới như là Đại học Cambridge, Oxford,
Harvard, Stanford. Để chúng ta thấy rằng là việc nhà văn đồng ý đến nói chuyện với lại trường khoa học sở nhân văn ngày hôm nay, nó đi từ việc là thứ nhất là cái tình cảm của nhà văn đối với Việt Nam, và thứ hai là cái tên tuổi của trường của chúng ta nữa. Thứ ba là tôi cũng gửi lời cảm ơn với tư cách cá nhân và với tư cách của khoa của trường với dịch giả Minh Hương, vì đã là cầu nối để mời nhà văn đến trường của chúng ta ngày hôm nay. Buổi nói chuyện ngày hôm nay của nhà văn thì tôi thấy rằng là hầu như không có một người nào đi ra ngoài sớm trước hết, ở lại cho đến tận phút cuối cùng. Điều đó cho thấy rằng đây là một buổi chia sẻ rất là chất lượng và rất là chân thật. Từ bản thân tôi cũng thấy điều đó. Và cái điều mà tôi nghĩ rằng là tôi học được lớn nhất từ buổi sinh hoạt ngày hôm nay, buổi sinh hoạt học thuật ngày hôm nay, đó là tôi có cảm giác rằng là Trung Quốc và Việt Nam của chúng ta rất là giống nhau trên nhiều phương diện. Và một trong những cái phương diện đó là chúng ta nhìn thấy được những cái điểm xấu của xã hội. Và xã hội đang phân rã giữa hai cái luồng là có những người bênh vực và có những người thì họ chê bai. Và tôi thấy được là ở nhà văn á, là một cái tư thế đó là gì? Đó là đứng trên cái mảnh đất của thôn trang mình, rất là yêu quê hương của mình, nhưng mà lại có một cái cảm hứng phê phán rất là mãnh liệt. Và tôi nghĩ rằng đó là cái điều mà chúng ta có thể học tập được. Riêng tôi là tôi có thể học tập được. Đó là mình càng yêu đất nước mình như thế nào thì mình càng phải nhìn một cách tỉnh táo, và mình có cái cảm hứng phê phán. Mình tỉnh táo, mình nhìn nhận được, mình có cái cách nhìn về đất nước của mình. Tất cả những chia sẻ của nhà văn ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng là mỗi cử tọa của chúng ta ở đây đều có thể tìm thấy được những điều tâm đắc. Và tôi cũng rất là hy vọng trong tương lai, nếu như có dịp quay lại thì nhà văn sẽ đến thăm trường và sẽ chia sẻ với lại là trường khoa học sở nhân văn thêm một lần nữa. Xin rất rất cảm ơn sự có mặt của nhà văn ngày hôm nay. Sắp tới đây, sau đó là bây giờ chúng tôi xin mời là cử tọa của chúng ta lên chụp hình với nhà văn. Và sau đó thì nhà văn sẽ ký tặng sách, ai có đem đến sách mà của nhà văn thì xin là nhà văn sẽ ký ở đó. Sau đó thì xin phép là buổi trò chuyện của chúng ta kết thúc. Xin cảm ơn sự có mặt của tất cả mọi người hôm nay.